Business Model. Ở đây không biết là mọi người nghe từ bao giờ chưa? Đây, nó thuật ngữ này. Business Model. Đây là cái thuật ngữ đầu tiên anh chị cần phải nắm được. Ở đây có ai đã nhìn thấy cái thuật ngữ này chưa? Nó bắt đầu câu chuyện như này. Khi chúng ta, ví dụ như này, anh bán bạn học. Anh có biết được là anh thành công khi anh bán được bao nhiêu bạn học không? Đây, thế nó gọi là business model. Cái sự khác biệt trong kinh doanh đối với internet và kinh doanh bây giờ là chúng ta phải mường tượng ra là cuối cùng thành công của chúng ta nó sẽ chạm vào mức nào. Và như vậy thì bắt đầu chúng ta mới lên được kế hoạch. Ngày xưa là anh chị học ở trường, không ai dạy chúng ta là thì cuối cùng chúng ta trở thành người giàu khi nào. Ví dụ, bây giờ theo anh chị chúng ta trở thành người giàu khi như chúng ta đạt được mốc gì? Có bao giờ chúng ta nghĩ đi không? Nghĩ đi không? Khó, tại vì là mỗi người có một cách. Không, nó có con số chung. Nó gọi là giàu thì sẽ phải đạt được một ngưỡng nào đó. Nó giống như là chúng ta học triết, thay đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất. Thế như vậy là thay đổi về lượng đối với người giàu, đầu tiên nó sẽ tính là thu nhập. Thế như vậy là nếu ở Việt Nam gọi là người giàu có thì thu nhập bao nhiêu tiền một tháng? 100 triệu một tháng cũng gọi là người giàu. Đấy đấy, chính là vấn đề đấy, nó là business model. Vì chúng ta không hiểu được cho nên chúng ta không mường tượng ra cuối cùng. Theo như thống kê, ở Việt Nam trở thành người giàu có nghĩa là các bạn sẽ để dành ra được 47 triệu một tháng sau khi trừ đi tất cả những cái thứ mà các bạn cần phải chi tiêu. Nghĩa là trung bình một người ở Việt Nam nếu kiếm được khoảng tầm 98 triệu thì chúng ta được coi là người giàu. Và như vậy thì các bạn có mục tiêu không? Khi nào kiếm được 98 triệu thì chúng ta trở thành người giàu có. Và ở đây có ai kiếm được mức đấy chưa? Được chưa? Tôi thì vượt qua mức đấy lâu lắm rồi. Và như vậy thì tôi có thể xếp hạng mình trở thành người giàu có. Vì cái đấy nó là business model. Nên khi chúng ta phải mường tượng được ra bất kỳ việc gì mình kinh doanh, cho nên đấy là khái niệm đầu tiên mà mọi người cần phải nắm được. Đó chính là khi anh chị bắt đầu làm kinh doanh thì phải tưởng tượng điểm thành công của mình trong cái đấy nó sẽ là cái gì. Và khi chúng ta nghĩ được điều đó thì bắt đầu mới có cột mốc để phấn đấu. Anh chị mới biết được là 3 tháng tôi sẽ đạt được cái này, chứ bây giờ không biết thì cứ làm lùi lũi, chả biết bao giờ thành công cả và đến bao giờ mình mới đạt được ngưỡng đấy. Thì đấy là thuật ngữ đầu tiên mọi người cần phải nắm được. Cho nên có một cái sau buổi này về phải suy nghĩ ngay là như vậy chúng ta sẽ làm cái gì, business model của chúng ta nó sẽ trở thành cái gì, đúng không? Ví dụ như anh chị nghĩ business model của tôi sẽ trở thành một người kinh doanh trong mảng đông dược thành công, và thành công đấy sẽ được đo bởi cái gì, một tháng thu nhập là bao nhiêu, đứng vị trí số mấy, có bao nhiêu khách hàng hàng tháng, sẽ như thế nào, thì cái đấy nó là business model trong hoạt động kinh doanh. Và việc đấy có phải là chúng ta biết chưa? Đây anh sẽ nhờ ra cả. Và như vậy rõ ràng là chúng ta cần phải tưởng tượng ra cái việc đấy của mình nữa. Cái này thì anh chị thấy là có ai dạy mình không? Không ai dạy mình, đúng không? Và đấy chính là lý do chúng ta không thành công được, vì không ai dạy chúng ta cái suy nghĩ này. Cái câu chuyện mà tôi kể với anh chị ở đây chính là tôi được một người rất là giàu, ông ấy nói với câu này, và khi nói xong bắt đầu thì tôi mới thay đổi cuộc đời. Và tôi mới hiểu ra là vấn đề tại vì mình từ xưa đến nay mình làm mình không có được cái nhìn cuối cùng. Nó cũng giống như là cái người ta trồng cây dài ngày thì người ta biết là đến điểm cuối cùng cái cây đấy sau bao nhiêu năm nó sẽ khai thác được. Còn mình giống như là mình trồng cây ngắn ngày, cứ trồng và gặt, và mình sẽ không biết được là đến ngưỡng nào mình sẽ trở thành người thành công được. Và cái ông mà kể cho tôi câu chuyện này thì chính là ông Dũng Lò Vôi, chủ của Đại Nam. Năm 2009, rất may mắn là tôi ngồi cùng với ông đấy trong một chiến dịch marketing mà tôi có làm cùng với bên đấy. Và như vậy thì ông có hỏi tôi lúc đấy là mới lập doanh nghiệp được một năm. Lúc lập công ty thì như này, tôi mở công ty tôi chả hiểu cuối cùng tôi mở công ty vì cái gì, vì căn bản tôi bị dí. Có anh bạn, anh làm kinh doanh, anh bảo Hoàng ơi, anh em mình ra ngoài mở công ty, anh sẽ lo kinh doanh, mày sẽ lo kỹ thuật, tại vì nghề chính của tôi là kỹ thuật. Ông bảo thế ừ ok, em thấy được, em thấy đi làm giờ chán lắm rồi, thu nhập cũng chỉ thế này thôi, anh em đi làm với nhau. Cuối cùng sau khi bắt đầu nghỉ việc, mở công ty, thì ông lại bảo bây giờ anh vẫn còn dính công việc ở công ty cũ, vẫn chưa xử lý được, thế là bắt đầu mình bị sao? Tự dưng mình bị dí vào cái là mình phải đi kinh doanh. Và như vậy thì một người là kỹ thuật không biết một tí gì về kinh doanh, thì như vậy là công việc kinh doanh chỉ như nào? Thì cứ gọi điện tìm khách hàng, cứ đi tìm thôi, cũng không biết được là mấu chốt mình thành công là như thế nào. Thế tôi lầm lũi một năm, và cũng may mắn là với cái sức trẻ cộng công việc cần cù chịu khó, mình cũng kiếm được khách hàng và mình làm được, nhưng mà mình không biết cuối cùng mình đi về đâu, nghĩa là mình chỉ biết mình làm và mình tồn tại thôi. Thì khi gặp ông ấy nói tôi công như vậy, nghĩa là gì? Nghĩa là mình cần phải biết là thành công cuối cùng của mình là cái gì. Và nếu mình không nhìn được cái thành công cuối cùng đấy thì mình có làm cái gì bây giờ đi nữa thì nó cũng không phải là cái thứ nó có thể thành công được.
đúng không? Và như vậy thì bắt đầu ông ta cho tôi một khái niệm về business model. Và cái này nó có thuật ngữ thứ hai, anh chị search cho tôi thêm một cái nữa, nó là business model canvas. Đó, anh chị có thể search cái này, business model canvas, chị cận à? Cận phải đeo kính vào chứ. Kính nhiều người nhìn mình ra được. Anh chị search trên Google cho tôi phần ảnh. Search cho tôi chữ là Business Model Canvas. Search ạ. Mọi người nhìn thấy cái ảnh chưa? Thấy 9 điểm ở đấy chưa? Anh chị đọc đi, sau đó thì tôi sẽ giải thích. Nếu mà không vào được thì có bác nào vào trường kia vào điện thoại, tắt điện thoại đi. Sớt đi, mọi người sớt đi, xem nó như nào. Đây, nhìn thấy Business Model Canvas nhá. Nó là một cái bảng 9 điểm mà tôi sẽ giải thích cho mọi người 9 điểm đấy. Để từ đó chúng ta sẽ hiểu được. Cho nên là tôi mới hỏi là ở đây có ai học kinh tế không? Vì học kinh tế xong mới thấy là mình được trang bị cái kiến thức nó quá kém. Thực ra không phải vì do cái những người dạy chúng ta về kiến thức là họ không làm kinh doanh và họ không giàu, và khi nào mà họ trở thành người kinh doanh và giàu có rồi thì họ sẽ nói với chúng ta những cái thứ mà hầu như mọi người sẽ tin, tại vì rõ ràng là họ làm rồi thì nó mới ra được. Thì đây chính là một cái mô hình để anh chị cần phải làm để chúng ta có thể tìm hiểu được. Đây ví dụ như là đây là cái ảnh anh chị nhìn nhé, chúng ta nhìn thấy cái business model canvas này. Nó thể cộng tiếng Việt vào và nó sẽ ra một cái bảng tiếng Việt 9 điểm. Và tôi sẽ giải thích cho anh chị 9 cái điểm đấy là cái gì. Chưa? Và đầu tiên business model canvas cộng tiếng Việt ra cái ảnh to đùng, cái nào cũng được, có tiếng Việt mà, nó có tiếng Việt mà. Nó có tiếng Việt á, to đùng luôn, chả gì. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở giữa nó có một cái là tuyên bố giá trị không? Đúng, lên đây em gái anh. Đồng chí này, đồng chí khóa trước chưa? Người cuối cùng rồi, không còn ai đâu. Đây là người cuối cùng rồi. Rồi sang mát yên tâm, hôm nay học hôm nay khác hôm trước rồi, không, chả giống tí nào luôn. Không cần mở máy được, không sao đâu. Nhìn máy tôi được, cho nó rộng đỡ phải ngồi nhìn nhiều. Máy sổ ra ghi. Như vậy chúng ta nhìn thấy đầu tiên là tuyên bố giá trị. Anh chị có thể biết được là chúng ta đang cung cấp một cái giá trị gì đó cho khách hàng không? Cho nên khi bắt đầu làm kinh doanh, đặc biệt là chúng ta làm kinh doanh với Internet, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi, đó là chúng ta cung cấp một cái giá trị gì cho khách hàng. Mà đặc biệt là gì? Chỉ có chúng ta có mà người khác không có. Đấy là một cái thứ cực kỳ quan trọng. Ví dụ như là dược nhá.
Ở đây chúng ta nhớ là anh chị có xem cái clip quảng cáo nổi ngứa sẩn mề đay có ngay Tiêu Văn Thủy không? Tôi là người làm cái đấy. Dạ, chạy chiến dịch truyền hình. Và như vậy tại sao dùng câu đấy? Vậy anh chị để ý thấy là cái thuốc Tiêu Văn Thủy đấy là thực phẩm chức năng, mà thực ra nó có nguồn gốc từ Đông Y. Và chị làm Đông Y chị thấy là tác dụng của Đông Y thường như thế nào? Đúng không ạ? Nhưng mà thằng Tiêu Văn Thủy đấy nó có một thứ uống vào mất luôn. Nghĩa là thuốc Đông Y nhưng tác dụng như Tây Y. Đấy là một thứ nó gọi là giá trị lõi để nó tiến hành làm kinh doanh, nó kéo. Và ví dụ thằng Hoa Sen thì cũng chính là cái thằng gia công cho cái viên Sắc Ngọc Khang, đúng không? Sắc Ngọc Khang là bản thân là nó mua lại cái bài thuốc của Hoa Sen. Sau khi nó làm marketing tốt quá, thằng Hoa Sen nó mới sôi sục lên. Nó bảo mày, chính tao là thằng nghĩ ra, tao bán được bài thuốc cho mày nhưng mày marketing được. Và cuối cùng là gì? Là mày kiếm được tiền. Và sau đó thì thằng Sắc Ngọc Khang đấy nó tự sản xuất, nó không thuê thằng Hoa Sen nữa. Và như vậy thì đấy là cái mình nhìn được, cái nào có giá trị lõi được và tuyên bố được, và đặc biệt người khác không thay thế được thì mới làm. Và tôi kinh doanh sản phẩm gốm sứ ở đây, và tôi có 3 cái thứ mà để có thể tuyên bố được và tạo được sự khác biệt. Đầu tiên là từ xưa đến nay, tại sao ở Bát Tràng mọi người không ra Hà Nội mở cửa hàng? Ở đây các anh chị biết là tại sao? Các đoán là tại sao? Các đoán là tại sao? Tại sao Bát Tràng gần như vậy nhưng người ta không ra Hà Nội mở cửa hàng? Nếu một thời gọi là các cụ, bà tôi là đi buôn thời kỳ đầu thì toàn bán ở chợ Đồng Xuân, chợ Bắc Qua thì bán được. Nhưng đến sau đó giai đoạn đấy giờ đi phát là không có doanh nghiệp nào ở Bát Tràng lên Hà Nội bán được nữa. Không phải vấn đề đấy. Vấn đề nằm ở chỗ là gì? Là các bác đấy vẫn tư tưởng kinh doanh truyền thống là sẽ phải thuê cửa hàng để bán gốm sứ. Mà thuê cửa hàng mặt đường một tháng ngốn 60 đến 70 triệu tiền chi phí, không có hình thức nào quảng cáo mà chờ khách đi qua hay sao? Thì chết, không tham được. Và đây cũng chính là lý do rất nhiều người ra Hà Nội mở cửa hàng xong vẫn phải về Bát Tràng. Tại vì là mọi người đến Bát Tràng nhiều thì mới bán được. Nhưng mà ở Hà Nội không ai biết đến, không bán được. Cho nên bọn tôi lại gì? Bọn tôi đầu tiên xuất phát điểm từ công ty bán hàng online, khách hàng biết đến rồi. Sau đó thì vì khách hàng thấy là có rất nhiều người thằng bán hàng online, cho nên họ sợ và họ cần phải sờ sản phẩm. Chính vì lý do đó thì bọn tôi mở cửa hàng. Cho nên là khi mà câu giá trị đầu tiên bọn tôi truyền thông được, đó chính là gì? Bọn tôi là cửa hàng gốm sứ đầu tiên Bát Tràng mở tại Hà Nội với quy mô lớn. Và đấy là giá trị lõi. Hiện tại bây giờ vẫn là lớn nhất. Chưa ông nào bây giờ Bát Tràng mở được nhiều cửa hàng với nhiều địa chỉ như bọn tôi. Và như vậy thì những cái ông mà quảng cáo bán hàng online mô hình chung lại trở thành gì? Trở thành người quảng cáo hộ. Và rất nhiều người bán hàng online sẽ chết khi mà bọn tôi mở cửa hàng trực tiếp. Và tại vì là khách hàng sau khi xem quảng cáo của họ xong thì họ lại đến trực tiếp họ xem hàng của tôi. Và giá cả thì gần như là ná nhau vì nguồn nhập gần giống nhau. Và như vậy ông nào có bước đi đúng một phát là ông ấy thắng, thì đấy là giá trị lõi. Vậy tuyên bố giá trị của tôi là gì? Là khách hàng khi mua sản phẩm gốm sứ sẽ được sờ tận tay sản phẩm. Sau đó yếu tố số 2, khách hàng có thể đến Bát Tràng mua sản phẩm đâu, nhưng họ sợ điều gì? Trà trộn. Một là trà trộn, hai là vấn đề bảo hành. Mua xong về rồi không ai bảo hành bảo trì. Mua những cái sản phẩm đắt tiền thì sao? Sợ nữa. Và như vậy của tôi tuyên bố là bảo hành sản phẩm trọn đời. Đấy là cái giá trị số 2 tôi cung cấp. Tức là anh chị bắt đầu kinh doanh thì cái giá trị lõi này là cái thứ nó quan trọng nhất. Và tôi cần mọi người nhớ cái giá trị lõi đấy để chúng ta làm tuyên bố. Tại vì sau này khi chúng ta làm landing page bán sản phẩm, thì cái câu đầu tiên mà chúng ta cần phải đưa ra trong landing page đấy là cái câu tuyên bố. Và chúng ta có cái gì mà người khác không có. Và cái thứ đấy nó là cái thứ chính xác. Với cả cái nữa nó cũng giống như việc là nó sẽ làm cho khách hàng ngay từ lúc bắt đầu tiếp cận chúng ta họ cảm nhận được. Đó chính là họ làm việc với chúng ta họ được cái gì. Đấy chính là cái thứ cần phải làm. Và cái yếu tố thứ ba nữa của tôi làm được nữa là khách hàng mua gốm sứ, chị biết họ sợ điều gì không? Họ sợ vận chuyển. Vận chuyển thì sao mà vỡ? Ok, anh cứ đến xem đi, em chuyển về nhà anh miễn phí. Đến nơi anh dở ra nó vỡ biết gì em vẫn bảo hành cho anh. Và như vậy đấy là ba giá trị. Và tôi đi vào cái đấy để tuyên bố giá trị khi tại sao mở cửa hàng để bán. Và như vậy quảng cáo tôi chỉ tập trung nói về ba vấn đề đấy để làm sao cho là đánh bật được đối thủ. Trước nữa, ngày xưa trước khi mở cửa hàng tôi phải làm một chiêu nữa để loại đối thủ. Nó liên quan đến vấn đề về tuyên bố hàng giả hàng thật. Tuyên bố tiếp như vấn đề là website giả mạo, website không được đăng ký. Thì đấy là những cái thứ mà lúc bắt đầu mình làm. Để làm sao cho cuối cùng là khách hàng chỉ còn sự lựa chọn là mình. Hoặc là có một cái ví dụ dễ hơn nữa là anh chị nghe thấy Kangaroo máy lọc nước Hà Nội Việt Nam chưa? Anh chị biết tại sao họ lại nói câu đấy? Nó có một điều ở trong cái ngành liên quan đến hàng tiêu dùng. Cái đấy nếu anh nào mà làm marketing sẽ biết là trong hàng tiêu dùng thì top of mind, nghĩa là cái thứ nào mà khách hàng nhớ đến đầu tiên và nhớ đến nó là tốt nhất thì sẽ là cái thứ được mua nhiều nhất. Cho nên Kangaroo nó phải dùng câu đấy để nó quảng cáo để nhớ đánh vào đầu được khách hàng liên quan đến cái này. Đúng không?
Và gần đây nữa thì bắt đầu nó xuất hiện thêm là ví dụ như là có thêm được cái gì, cái màng lọc của hãng Dow ở Mỹ số 1 thế giới liên quan đến cái ngành này, tức là họ sẽ dùng chủ yếu là hãng số 1 để họ giải quyết cái vấn đề đấy liên quan đến vấn đề về bán hàng. Hoặc chúng ta có thể nhìn thấy được là tại sao Thế Giới Di Động lại bán hàng tốt được hơn FPT hoặc các hãng khác. Thế sao? Một phần họ dùng cái hình thức xây dựng chuỗi cửa hàng nhiều nhất. Họ dùng cái hình thức tuyên bố giá trị của tôi là gì? Là bất kỳ nơi nào gần nhà các bạn đều có thể tìm thấy Thế Giới Di Động, và tôi mang Thế Giới Điện Máy, Thế Giới Di Động đến gần nhà các bạn. Họ tuyên bố giá trị là như vậy. Cho nên kể cả tốn bao nhiêu tiền nữa họ cũng xây. Có đến mức là ví dụ anh chị đi là nhiều khi chúng ta thấy là trên một con phố hai cái đối diện nhau. Hai cái đối diện nhau. Y hệt nhau. Tại sao lại mở ra như vậy? Nó liên quan đến... Thực ra thì cũng không phải thế, tại vì nó liên quan đến chế độ cổ phần. Có một thằng, mỗi cửa hàng đấy một thằng cổ phần này. Thằng nào bán tốt được thì tồn tại, không tốt được thì nó lại đi, đấy chuyện bình thường. Nó là cái cơ chế, nhưng mà ít nhất là nó sẽ là liên tục, nó chiến lược của họ nó sẽ là như vậy. Và như vậy thì tuyên bố giá trị là một cái thứ mà chúng ta cần phải làm. Nên là cùng với business model thì tuyên bố giá trị là cái thứ mà chúng ta cần phải xác định. Cho nên là cái định vị bản thân nó rất quan trọng. Nên hầu như những người nào bắt đầu học làm kinh doanh thì tôi đều dạy cái này là cái đầu tiên. Vì chính tôi là người bị dính cái này. Vì mình mất đến 10 năm. Chính xác là tôi mất từ năm 2008, 2006 tôi bắt đầu đi làm kinh doanh đầu tiên. Và đến tận năm 2014 tôi mất gần 10 năm. Tôi không biết mình đi đâu về đâu. Vì không ai dạy mình. Vì xuất thân mình là dân kỹ thuật. Và trong học sách về kinh tế không ai dạy mình điều này. Cho nên là trong vòng gần 8 năm đấy thu nhập rất là kém. Lấy công làm lãi mà. Chỉ làm hết cái công làm lãi, ráo mồ hôi là hết tiền. Vì mình không có mục tiêu. Nhưng mà sau đó khi bắt đầu xác định được mục tiêu phát, trong vòng đúng 2 năm tôi làm được số tiền ra nó bằng gấp khoảng tầm 3 lần so với 8 năm số tiền tôi làm. Đấy là cái mình nhìn ra được, nó nằm ở cái khâu này. Nghĩa là có định vị, có định hướng, có xác định được phát là mình sẽ hiểu được con đường mình đi đâu về đâu. Đúng không ạ? Như vậy, việc thứ hai chúng ta cần phải làm đó chính là tuyên bố giá trị của mình. Mình là cái giá trị gì? Mình phải có cái thứ đấy. Và lúc đấy nó sẽ giống như câu chuyện là gì? Là tôi chỉ làm với khách hàng cao cấp thì tôi sẽ không bao giờ đi làm khách hàng cấp thấp. Đúng không ạ? Tôi chỉ làm những hợp đồng trị giá 50 triệu trở lên và dưới 30 triệu, 50 triệu tôi không làm. Mình phải tuyên bố giá trị. Để tránh trường hợp này, ngày xưa khi bắt đầu tôi lập công ty, hợp đồng 2 triệu tôi cũng làm. Hợp đồng 50 triệu tôi cũng làm, hợp đồng 1 tỷ tôi cũng làm. Và như vậy dẫn tới điều gì? Đầu tiên là giá trị của mình nó bị giảm. Và vấn đề thứ hai nữa là gì? Là mình sẽ không tạo ra được những cái thứ nó cạnh tranh thực sự. Vì lúc mà mình đang làm giống như kiểu này là một ông nghệ nhân, ông chuyên làm hàng xịn, thì không bao giờ ông sẽ làm ra một cái hàng đều được. Tại vì nó thành thói quen rồi. Nhưng cho một ông cốt, ông ta cốt một dự án 50 triệu với cả một dự án 2 triệu về cơ bản giống nhau. Cơ bản giống nhau, quan trọng dẫn đến việc là gì? Sẽ là ẩu. Đúng không? Sẽ là đánh giá thấp giá trị của cái dự án lớn, sẽ đánh đồng tất cả mọi thứ với nhau, làm dự án nhỏ thì khinh, làm dự án to thì không đến tầm. Đúng không? Và như vậy nó sẽ dẫn tới việc là nó không có chất. Và việc của chúng ta là giá trị nằm ở đâu thì làm ở đây. Cho nên chúng ta thấy là công ty Nhật, có những công ty Nhật thì họ chỉ 50 năm sản xuất ra đúng một cái đinh ốc. Nhưng mà cái đinh ốc đấy chính là cái đinh ốc trên cái đường ray của tàu cao tốc. Nghĩa là cái đinh ốc đấy nó phải chịu đựng được cái ma sát nó rất là lớn. Đúng không ạ? Sức kéo nó rất là lớn để làm sao cho nó chịu được. Việt Nam có ai làm ở đâu? Đúng không ạ? Và chúng ta thì thấy là gì? Là khi nghiên cứu được giá trị lõi rồi thì công ty của họ trường tồn. Họ sẽ chỉ tập trung giải quyết cái vấn đề đấy. Thì đấy chính là cái thứ nhất, thứ hai chúng ta làm. Sau đó chúng ta nhìn sang bên tay trái, nhìn thấy cái hoạt động chính không? Chúng ta cần phải nêu ra được hoạt động chính của mình là cái gì. Sau đó nguồn lực chính để tạo ra sản phẩm dịch vụ của chúng ta là cái gì, nó phải vẽ ra. Tức là ở đây tôi đang nói cho anh chị khái quát về cái vấn đề tiến hành làm kinh doanh. Ví dụ như là hoạt động chính phải xác định luôn. Công ty tôi chỉ có 3 hoạt động chính này là gì. Thứ nhất liên quan đến vấn đề bọn tôi bán lẻ sản phẩm. Được không? Hoạt động chính thứ hai của tôi là gì? Hoạt động chính thứ hai của tôi là nghiên cứu, phát triển để đầu tư làm ra được cái sản phẩm này tốt. Hoạt động chính thứ ba của tôi là gì? Đó chính là bọn tôi xây dựng và phát triển các điểm bán. Thì đấy là tuyên bố về giá trị. Và như vậy nhiệm vụ của tất cả mọi người là phải biết được hoạt động chính của mình là gì. Khi anh chị bắt đầu làm kinh doanh online, chúng ta thường gặp một vấn đề là chúng ta hay vơ vèo gạt tép. Cái gì cũng làm, cái gì cũng thấy hay. Tự dưng thằng bạn bảo em ơi mày đi kinh doanh này đi, sướng nhảy vào. Sau đó thì đang kinh doanh như này thấy cái kia cũng hay, chúng ta làm sao? Chúng ta quên mất cái giá trị lõi. Và khi chúng ta mất cái giá trị lõi rồi thì chúng ta mất chất. Và điển hình, anh chị để ý thì vật giá. Vật giá khi bắt đầu thành lập, giá trị lõi là gì?
Có ai nhớ không? Có ai nhớ cách đây 7-8 năm nó từng vào Phật giáo không? Để làm gì? Đấy là sau nữa rồi. Giá trị lõi ban đầu của Phật giáo sinh ra là gì? Là chúng ta muốn biết xem mua cái gì rẻ nhất ở đâu. Thì Phật giáo chính là cái đơn vị cung cấp tính năng đấy. Và họ thành công được là gì? Là cứ lên Phật giáo là sẽ biết được là ở đâu bán cái gì rẻ nhất. Nhưng sau khi bắt đầu họ thành công, bán được cho công ty Nhật rồi, các ông chủ giàu rồi, thì họ xa rời cái giá trị lõi đấy. Họ đi làm gì ạ? Họ đi làm tất cả các thứ. Họ lôi rất nhiều người vào bán. Đáng nhẽ là gì? Họ phải hiểu là 80% thị phần của một thị trường chỉ tập trung vào 20% doanh nghiệp. Và nếu mà họ giữ là gì? Là chỉ nuôi tốt những cái ông doanh nghiệp tốt đi thôi, thì nó đã đủ sống và giữ được giá trị lõi rồi. Nhưng mà không, phải thích bán cho nhiều người cơ. Và như vậy nhiều người vào thì dẫn tới là gì? Nó dẫn tới là giá ảo. Vì ông nào cũng muốn đưa giá thấp nhất để sao cho mình được xếp hạng lên vị trí đầu. Thế là bây giờ tôi bán con chuột này 50.000, có thằng khác ghi 49.000, thằng nữa thấy 49.000 ghi mẹ 43.000. Thế là cứ thế đánh nhau. Và điều cuối cùng ai là người chịu thiệt hại? Đầu tiên đó chính là khách hàng không tin. Tại vì gọi điện đến bảo anh ơi em mua cái này, bảo không đéo gì có, hàng này chưa có đâu em ơi, hết hàng rồi thôi mua kia đắt hơn tí đi. Và như vậy điều gì xảy ra? Mất niềm tin. Và như vậy đầu tiên là khách hàng không vào nữa, thì suy ra là có ai thuê cửa hàng nữa không? Và đây bây giờ chính là vật giá đó là như thế. Chúng ta không tin được nữa, chúng ta không vào nữa và nó sẽ chết lâm sản. Gần như là bây giờ chả có ai dùng gì trên đấy nữa. Có ai vào ở đâu? Tại sao vậy? Một phần nữa cũng là do Facebook. Facebook sinh ra và mọi người tương tác ở trên đấy. Thế là có ai vào đấy đăng gian hàng, vào đấy bán lẻ nữa đâu. Và nó sẽ không thành tồn tại nữa. Ok. Như vậy chúng ta nhìn ra được là cái hoạt động chính nó rất là quan trọng. Sau đó tiếp theo đến nguồn lực chính. Thế nguồn lực chính nhá. Em search được cái business model canvas chưa? Search cái đấy đi, sau này sẽ nói sang cái yếu tố thứ ba. Chúng ta nhìn thấy cái nguồn lực chính ở đây nghĩa là gì? Hiện tại bây giờ thì trong kinh doanh nó xuất hiện ra một cái thuật ngữ, nó là nhân hiệu. Và trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có một từ, nó là KOL. Đây, cái từ này anh chị ghi nhớ vào. Để sau này chúng ta đi đâu còn biết, nó nói đến KOL còn biết là cái gì. KOL. KOL này là một người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó. Và tiếng nói của họ sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều. Đơn giản, ví dụ như bây giờ tự dưng Ngọc Trinh bảo là nhờ có uống cái loại thuốc này mà chị có vòng ba nó đẹp như thế này, thì là cái câu chuyện nó sẽ khác đúng không ạ? Nghĩa là gì? Cái người nổi tiếng người ta sẽ nói. Và trong cái hoạt động của chúng ta thì khi mà làm kinh doanh thì anh chị cần phải xem được là nguồn lực chính của chúng ta là ai. Ai là người sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình? Phải biết rõ ra. Đúng không? Ví dụ chúng ta bây giờ anh chị là công ty bán buôn bán lẻ, thì nguồn lực chính của chúng ta có phải là gì? Là đến từ cái nhà sản xuất không? Đến từ nhân viên bán hàng không? Trong nhân viên bán hàng sẽ có những cái nhân viên bán hàng chủ chốt, đó là nguồn lực chính. Chúng ta phải vẽ ra được sơ đồ chơi để biết được là gì. Cuối cùng là gì? Là nhân viên chính đấy chúng ta có cho nó cổ phần hay không? Nếu không cho nó cổ phần nó đi sao? Thì công ty sẽ bị thụt giảm cái gì? Nếu nhà sản xuất chính này chúng ta có ký hợp đồng độc quyền hay không? Có cái gì giữ được họ? Có thứ gì mà họ sẽ cần mình không? Nếu không được thì sao? Mất ngay. Nên đây chính là cái chúng ta cần phải nhìn yếu tố thứ ba. Nó gọi là gì? Nguồn lực chính. Cái này rất là kỹ, không vẽ ra được là quên ngay, đúng không? Ví dụ anh em bây giờ đang đặt bàn thờ là ba nhà ông kia, ba nhà ông đấy phải có chính sách để giữ được bao ông vào, nếu không giữ được phát bao ông ấy đi thì sao? Thế như vậy là mình sẽ bị rủi ro. Vì mình là công ty phân phối, công ty phân phối thì nguồn lực nó sẽ lại thuộc rất nhiều vào nhà sản xuất, sau đó phụ thuộc tiếp vào nhân viên bán hàng, phụ thuộc tiếp vào liên quan đến vấn đề kênh phân phối, thì phải điều hành được cái vấn đề đấy ra và phải vẽ ra được. Sau đó chúng ta nhìn sang bên này nữa, nó có đối tác chính không? Thì chúng ta phải vẽ được đối tác chính của chúng ta là ai, giữ họ lại. Chúng ta phải giữ họ lại để từ đó nó sẽ làm ra được cái giá trị cho mình.
Sao? Rồi, ok. Như vậy cái vấn đề liên quan đến cái phần đối tác chính này chúng ta phải làm, phải vẽ nó ra được. Ví dụ như anh nhập cái bàn về, đối tác chính đấy của anh có độc quyền hay không? Đối tác chính đấy của anh có giúp cho anh bán được sản phẩm đấy hay không? Hay là gì, là đối tác chính đấy của anh nó có thể thay thế một cách dễ dàng? Cho nên khi lập những cái này ra chúng ta có cái mường tượng rất là rõ, nó là chiến lược ấy. Nên cái này, cái business model canvas này nó vẽ chúng ta một cái sơ đồ chơi rất rõ ràng. Mọi người nhìn được vào sơ đồ này xong rồi chúng ta sẽ vận hành được cuộc chơi của mình. Rồi tiếp chúng ta nhìn bên này, quan hệ với khách hàng. Thấy mối quan hệ với khách hàng, nghĩa là chúng ta cần phải vẽ ra được cho mình là làm như thế nào để chúng ta tương tác được với khách hàng. Nghĩa là sắp xếp bố trí những cái người để có thể xử lý quan hệ được và giải quyết được các vấn đề mà khách hàng đưa ra. Từ việc là chúng ta có chuyên gia tư vấn hay không, có kỹ thuật đi triển khai công việc hay không, có người xử lý vấn đề hậu quả hay không, có ai làm việc với đối tác, phân mảnh nó ra. Để cuối cùng là cái cuộc chơi của chúng ta nó có cái điều rõ ràng. Thì lúc này chúng ta mới lập được công ty. Chứ còn nếu cá nhân thì một mình chúng ta ôm cả bầu trời thì không nói làm gì. Nhưng cái này nó là sơ đồ chơi lớn. Và rõ ràng là những người học về kinh doanh, tôi muốn mọi người nhớ trong đầu một tư tưởng, đó chúng ta là người chơi cờ chứ không phải chúng ta là quân tốt. Anh chị đừng nghĩ là chúng ta đi học landing page này về để chúng ta làm gì, để chúng ta đi làm một mình. Tại vì nếu chúng ta nghĩ tư tưởng đấy thì anh chị sẽ rất nhanh gặp trường hợp là chán. Chán hay sao? Đầu tiên là có thể sản phẩm dịch vụ đấy mình không phải là người làm ra nó nên mình không có đam mê. Mình phải kiếm ngay cái thằng nó làm nó có đam mê thì nó mới làm tốt được. Kinh doanh bao giờ phải dựa trên đam mê rất là nhiều. Rồi sau đó mình không khả năng chăm sóc khách hàng. Nghĩa là mình có thể chém hay, bán được hàng nhưng không phía sau mình bảo mẹ thằng này suốt ngày hỏi, nếu trả lời nữa tự dưng mất khách. Nhưng mà nếu phân ra là có những cô chịu khó tương tác chăm sóc thì câu chuyện đấy nó sẽ là câu chuyện ở phía sau. Rồi sau đó chúng ta nhìn thấy đây nó gọi là các kênh để bán hàng, thì chúng ta phải vẽ ra để đẩy cái sản phẩm ấy đi. Chúng ta có những kênh gì? Quảng cáo Google AdWords, làm Facebook, email marketing, cửa hàng trực tiếp, ký gửi, bán hàng qua cộng tác viên, vẽ hết ra. Tức là chúng ta mường tượng được ra cuộc chơi của chúng ta nó rõ đến mức là nhắm mắt lại chúng ta cũng biết được là nó đang đi ở những bước nào. Đúng không? Sau đó cuối cùng chúng ta nhìn thấy đây nó có cái phân khúc khách hàng. Chúng ta phải định vị ra khách hàng chúng ta là phân khúc cao cấp hay là cấp thấp hay là bao nhiêu tiền. Và ở trong thuật ngữ kinh doanh nó gọi là vẽ chân dung khách hàng một cách chuẩn xác. Thông thường mọi người làm kinh doanh thì chúng ta hay bị một cái là bán cả cụm. Nghĩa là chúng ta nghĩ là chúng ta bán được tất cả. Và như vậy là chết đấy. Và nhớ ở đây nó có cái nguyên tắc 80-20. Hãy tập trung 80% nguồn lực của bạn vào 20% khách hàng mang lại cho bạn những lợi nhuận cao nhất. Còn lại những thứ khác có thể bán cũng được, không bán cũng được, không sao cả. Đấy là cái mình phải vẽ ra. Không ôm được, ôm hết là chết. Không, chắc chắn ông ấy nhận được mà. Em đừng hỏi ông ấy nhiều, kệ ông ấy. Sẽ hỏi thôi, kệ ông ấy. Ông không nhắn đi thì chắc ông nhận được rồi. Cứ để đừng hỏi nhiều, hỏi nhiều ông lại nghĩ lằng nhằng. Nên khi anh chị làm cái phần này chúng ta nên vẽ cái chân dung khách hàng ra và chúng ta làm một việc. Nếu mà được ấy là chúng ta đi làm là gì? Và chúng ta nên in cái chân dung khách hàng ấy ra và dán lên trước cửa. Dán lên. Hàng ngày mình nhìn thấy được. Hỏi phát là khách hàng của mình là ai, chúng ta phải định nghĩa luôn. Ví dụ bọn tôi bán được khách hàng của tôi là đồ thờ, tuổi từ 37 giờ lên, đúng không? Làm trong môi trường doanh nghiệp và môi trường nhà nước. Nhà gì thường là sẽ có nhà chung cư hoặc nhà riêng thì họ mới có thể mua sản phẩm được. Còn nếu không họ không mua. Tôi không bán cho những đối tượng trẻ hơn họ không quan tâm đến vấn đề này. Cũng không bán cho đối tượng già hơn. Đối tượng già hơn lúc đấy có thể tiềm lực tài chính của họ không có, hoặc là họ sẽ để lệ thuộc vào con. Nhưng cứ từ 37 tuổi đến khoảng tầm 45 là bọn tôi bán nhiều nhất. Vì nhóm đấy là họ có tiềm lực kinh tế. Và lúc đấy họ chốt. Và mình cũng xác định luôn là hàng của mình là hàng đắt tiền. Mình không bán hàng rẻ tiền. Cho nên lúc đấy đối tượng nó phải có tiền thì mình mới chơi. Còn đối tượng mua hàng rẻ tiền không bán. Vì nó giống như kiểu bán là mất chất. Mình không thể thế được. Và khi chúng ta có chất rồi thì chỉ chơi với tập khách hàng đấy. Và có thấp hơn nữa, kể cả nó có lợi nhuận đi nữa, thích thì tách ra và cho nó thành một line business khác. Còn không để lẫn nó vào. Đúng chưa? Nói chung là không thể vàng thao lẫn lộn được. Sau đó chúng ta nhìn xuống phía dưới. Anh chị nhìn thấy có một cái luồng doanh thu không? Thấy luồng doanh thu không? Và việc của chúng ta là gì? Phải vẽ ra được là chúng ta có bao nhiêu cái kênh để kiếm về tiền lợi nhuận. Để sau này chúng ta mới phân ra được xem là kênh nào mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Ví dụ như bọn tôi bán cửa hàng gốm sứ ở đây. Thì nguồn thu đầu tiên là bọn tôi có cửa hàng bán trực tiếp không? Có nguồn thu khách hàng online không? Bọn tôi có nguồn thu khách hàng cộng tác viên. Đúng không ạ? Có tiếp nguồn thu từ kênh đối tác.
Tức là tôi vẽ hết tất cả những cái kênh nào mà có thể ra tiền được, và tôi phân bổ cái mảng tiền đấy ra một tháng nó kiếm về bao nhiêu. Và từ đó tôi có những khái niệm và tôi hiểu được là mang lại nguồn lợi nhuận như thế nào, đúng không? Ví dụ như bây giờ tôi thấy là cái kênh cộng tác viên mang lại cho tôi cái lợi nhuận tốt, tại vì là người này giới thiệu thì khách hàng dễ mua và thường là người ta sẽ bán được, đúng không? Và như vậy bắt đầu tôi cứ thế là ví dụ ông này là một đầu mối tôi kéo về, giả sử bây giờ tôi kéo được 100 ông, mỗi ông chỉ cần bán cho tôi một sản phẩm thì sao, và tôi không mất nhiều tiền. Và thông thường khi bán xong rồi thì khách hàng sẽ là của tôi và tôi có gia tăng được thêm giá trị về sau đấy. Thì đấy chính là cái khái niệm. Khi chúng ta vẽ được luồng tiền đấy ra rồi thì chúng ta nhìn thấy được luôn là nó sẽ đến từ đâu, từ những cái dòng nào. Cho nên cái này rất là hay nếu chúng ta vẽ kế hoạch kinh doanh của cuộc đời mình, tự vẽ ra được của mình bây giờ có bao nhiêu nguồn thu đến như thế nào, nó có trường tồn hay là nó không trường tồn, để từ đó mới lên kế hoạch. Sau đó bên này chúng ta nhìn thấy có một cái là cái cấu hành chi phí không? Thấy không? Nghĩa là chúng ta tính toán xem là cái hoạt động kinh doanh của chúng ta nó sẽ gồm bao nhiêu phần, nó đang tốn kém bao nhiêu tiền, chúng ta tính ra. Và như vậy thì đây là một khái niệm rất là hay và mọi người phải nên nhớ cái này. Nó rất là dễ để làm. Và trong đó có một việc đầu tiên, câu số 1 vẫn là business model. Chúng ta muốn trở thành người như thế nào là anh chị phải vẽ luôn ra. Đúng không? Chị đang là kế toán, chị muốn sang kinh doanh, chị đang rất mơ hồ. Nhưng khi chị đã vẽ được ra mô hình, ví dụ tôi vừa nói với anh chị là gì? Là người giàu ở Việt Nam là có mức thu nhập 98 triệu một tháng. Và như vậy chúng ta có thể vẽ ra mục tiêu là trong vòng 1 năm tôi trở thành người giàu, đúng không? Nghĩa là tôi cần phải tăng được nguồn thu nhập của tôi lên thành 98 triệu một tháng. Sau đó tôi vẽ tất cả những cái dòng thu nhập của tôi bây giờ là có bao nhiêu dòng. Dòng 1 mang về 15 triệu một tháng, chưa có cái gì hơn. Vậy như vậy là tôi sẽ phải cải tiến bao nhiêu? 98 triệu trừ đi 15 triệu, tôi sẽ cần phải thêm bao nhiêu? 83 triệu nữa. 83 triệu nữa bây giờ tôi chưa biết kinh doanh cái gì. Thế như vậy nghĩa là tôi chưa thể vẽ được sơ đồ này. Nhưng tôi nghĩ anh Hoàng anh rủ đi kinh doanh công sứ, có thể một tháng kiếm thêm được 10 triệu nữa nếu mà đầu tư tốt, ok, thêm một luồng tiền vào. Sau đó lại nghĩ tiếp ra, cứ vẽ vào và cuối cùng chúng ta sẽ ra được sơ đồ chơi. Là nếu mà kiếm được 5 đầu tiền, mỗi nguồn tiền đấy kiếm về cho chúng ta bao nhiêu? 20 triệu một tháng. Và như vậy chúng ta sẽ trở thành người giàu có. Có mục tiêu đấy đúng không ạ? Trong vòng 1 năm. Và như vậy chúng ta mới chia ra. Là như vậy thì 6 cái luồng đấy tôi sẽ làm được trong vòng bao nhiêu lâu để lập được 6 luồng. Và như vậy thì trong vòng 1 năm, nghĩa là tôi có 6 tháng để đi tìm cách xây dựng được 6 luồng, 6 tháng còn lại để tăng được giá trị và tăng lên. Và tôi sẽ chia đều từng đầu việc, tôi sẽ đi tìm đối tác 1 luồng 1 là 2, đối tác 1 luồng 3. Nên là vừa tôi sẽ vẽ, tức là tôi sẽ ráp cái cuộc chơi này lại. Và như vậy anh chị sẽ hình thành được và trở thành người giàu có, sẽ phải đi qua bao nhiêu lần. Và như vậy bước đi của chúng ta là mới rõ ràng. Và chúng ta mới mường tượng được, ok, bây giờ muốn kiếm được 98 triệu một tháng. Thế như vậy một tháng sẽ phải chi ra ít nhất là gì? 10 đến 15% chi phí cho marketing. Nghĩa là chúng ta phải dám chi bao nhiêu ạ? 10 đến 12 triệu tiền quảng cáo. Bây giờ dám chi chưa? Chưa dám chi đúng không ạ? Và phải làm sao tiêu được số tiền đấy đi. Đấy chính là cái tư duy của cái việc business model này. Và mọi thứ nó sẽ trở nên rất là mạch lạc. Và tôi sẽ nhìn thấy ngay được là vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Và câu chuyện của chúng ta nó sẽ là con số. Nó sẽ là từng bước điều chỉnh. Chứ không phải tự nhiên ngẫu nhiên chúng ta nhập hàng về nữa. Và lúc này sẽ là gì? Ok, nhập cái hàng này về một tháng nó phải kiếm được tầm này tiền. Nó có đáng để mình làm hay không? Đúng không? Sau đó nếu nó đáng để làm thì như vậy làm sẽ như thế nào? Sau đó mình sẽ điều tra tất cả các vấn đề giá trị của nó nằm ở đâu. Gần đây nhất bọn tôi bắt đầu làm bàn thờ. Để bọn tôi bán bàn thờ gỗ. Bàn thờ gỗ có một cái ngay sau lưng hoặc dưới nhà anh chị nhìn thấy. Và như vậy thì khi bắt đầu làm bàn thờ gỗ, bọn tôi phải tuyên bố giá trị là bọn tôi chỉ bán gỗ thật, không bán gỗ đẻo. Đấy là một cái ví dụ đơn giản. Vì hiện tại bây giờ là gì? Là làm về bàn thờ thì nó có rất nhiều loại gỗ. Nó có cả gỗ công nghiệp, có cả gỗ linh tinh, cả gỗ tạp. Và mình phải chơi ngay, tôi làm gỗ thật. Sau đó liên quan đến vấn đề về giá, phải tuyên bố là bọn tôi phải chơi giá mức tốt nhất thị trường. Tại sao vậy? Là tại vì bọn tôi bán đồ thờ, cho nên là tất cả các thứ nó sẽ có sự liên kết chéo với nhau và mỗi cái nó sẽ giảm đi một tí. Và nó trở thành sản phẩm dẫn để nó dẫn từ sản phẩm A đến sản phẩm B. Và như vậy thì khách hàng mua cái đồ thờ của tôi về gốm sứ, nhiều khi là do thì họ nhìn thấy tôi bán bàn thờ rẻ. Đúng không ạ? Thế như vậy sản phẩm đấy nó gọi là hệ sinh thái xoay xung quanh sản phẩm. Và việc của chúng ta lúc này là bắt đầu mình nghĩ cái việc này. Bây giờ mình tạo thành cái bản sơ đồ này. Và anh chị người vẽ được cái bản này ra rồi, chúng ta sẽ thấy là mọi thứ nó rất là rõ ràng. Cho nên cái ông mà làm kinh doanh giỏi mà khác ngày xưa. Ngày xưa là gì? Chúng ta nghĩ ông này kinh doanh giỏi, ông có nhiều quan hệ.
đúng không? Ví dụ như ông ta có quan hệ, ông tự dưng quen cả cháu ông Tân Dũng, cháu Tân Dũng bảo chú tao cho tao mảng này làm ăn, anh em mình nhảy vào làm. Thế như vậy đấy là làm theo quan hệ. Nhưng mà bây giờ thì xã hội nó không dễ như thế nữa rồi, và nói thật cũng chả đến lượt mình, đúng không? Con ông cháu cha nó ăn hết rồi, và chúng ta thì có cái gì? Có, chúng ta có hơn 100 triệu dân Việt Nam sẵn sàng chi trả, và họ mua là những người phục vụ một cách tốt nhất, và chúng ta có trong tay là khách hàng. Và việc của chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta bán cho khách hàng những cái thứ mà thằng khác nó không thể làm được, thì như vậy là mình sẽ là người chiến thắng. Và nó không phải phụ thuộc vào vấn đề chúng ta có quan hệ. Ví dụ như đơn giản bây giờ tự dưng, anh chị thấy là cái vụ mà tự dưng là ông công an giao thông bắt là gì? Xe ô tô phải có bình cứu hỏa. Thế là tự dưng đấy là cái làm ăn theo cơ chế. Sau đó tự dưng bắt là gì? Là gì? Tất cả các doanh nghiệp không được thuê cửa, thuê văn phòng tại chung cư mà phải chuyển đến chỗ khác. Thế tự dưng lại làm giàu cho những ông thuê building. Là, đấy là làm ăn theo cơ chế, và cái việc đấy không đến lượt mình. Nhưng mà rõ ràng tôi có trong tay một sản phẩm, tự dưng tôi làm ra một sản phẩm này giá rất là tốt, tôi bán bằng đậu nành giúp cho phụ nữ tăng ngực, đúng không ạ? Mà không bị tác dụng phụ, giá lại rẻ, có chứng nhận, tôi đẩy tôi bán, thế là khách hàng mua và tôi sẽ giàu khi tôi làm đúng được cái cơ chế đấy. Và như vậy chúng ta phải xác định chúng ta có lợi thế, và chính lợi thế là thị trường là khách hàng có nhu cầu rất nhiều, vấn đề chúng ta là ai là người bán được cho họ với số lượng lớn, và như vậy trở thành người giàu có. Ok, nó nằm câu chuyện đấy. Như vậy là cái khái niệm về business model cộng với cả cái khái niệm liên quan đến xây dựng về cái business model canvas, anh chị hiểu chưa? Và như vậy thì mới xoay lại câu chuyện là khi chúng ta ngồi học ở đây, anh chị đã chọn được cho mình được sản phẩm để bán chưa? Chúng ta đã tìm cho mình được sản phẩm để bán chưa? Tìm rồi chưa? Dựa trên tiêu chí gì? Không, cái đấy nó chỉ là cái đấy, nó là sơ đồ cuộc chơi thôi. Và bây giờ sang phần thứ hai, thế thì sản phẩm để bán được thì nó cần có những tiêu chí gì? Nên bạn nào mà học hôm trước tôi dạy giờ tự dưng thấy dạy khác bố trước rồi. Tiêu chí để có thể chọn sản phẩm để kinh doanh, đây là cái thứ mà chúng ta phải học, để sau đó anh chị có thể nhắm mắt mà nhìn vào sản phẩm xác phán sản phẩm này bán được. Đấy là cái chúng ta phải học. Tức là ví dụ bây giờ đưa cho tôi bất kỳ một sản phẩm gì, tôi có thể nghĩ ngay được là có bán được hay không. Thì đấy là cái anh chị phải học. Thì khi chúng ta nhìn vào sản phẩm và biết nó có bán được hay không rồi thì dẫn đến điều gì? Thì chúng ta mới đi tìm được sản phẩm. Nó không khác gì việc là ví dụ như này, ngày xưa chúng ta học toán, anh chị có nhớ là học toán thì có những thằng chỉ gọi là đúng cái công thức đấy và bài toán kiểu đấy mới làm được, nghĩa là nó học vẹt. Nhưng mà có những thằng nó biến tấu kiểu gì tao cũng làm được, tại vì nó hiểu bản chất. Và bây giờ anh chị thấy là gì? Là chúng ta luôn luôn thắc mắc trong đầu là thế thì sản phẩm nào là bán được? Tại sao thằng kia nó chọn được sản phẩm này mà mình không nghĩ đến? Có bao giờ nghĩ đến không? Và đấy chính là cái câu chuyện ở đây. Nghĩa là chúng ta phải học phương pháp là nhìn vào sản phẩm, và chúng ta phải có trực giác đánh giá nó một tí và cảm nhận được, giả giống kiểu đánh hơi ấy. Ngửi thấy mùi tiền từ sản phẩm. Và như vậy ngửi thấy mùi tiền phát thì sao? Phải đầu tư vào nó ngay. Chứ còn nếu bây giờ mà chúng ta mà ngửi thấy nó mà nó nhiều người làm rồi thì sao? Nghĩa là chả đến lượt mình nữa đâu. Nhưng mà chúng ta ngửi thì nó mà chưa ai làm thì sao? Thì rõ ràng mình phải làm nhanh. Cho nên là câu chuyện đấy lúc sau này mới là gì? Là chúng ta phải ăn đi chơi và đi tìm sản phẩm. Đó, tìm sản phẩm xong một tí nữa chúng ta phải học cách ăn đi chơi và tìm người. Tại vì mình sẽ không làm được hết. Mình phải nhìn nốt người. Và như vậy nó sẽ phải có tiêu chí gì nó ghép lại được với nhau. Sau đó thì chúng ta mới xác định là không bao giờ làm một mình. Nó sẽ phải có những người cùng ghép mối vào và họ sẽ phải đạt những tiêu chí gì. À, đấy là những cái khái niệm. Cái này trong trường đại học không dạy. Không ai dạy chúng ta cả. Chỉ có tôi dạy anh chị thôi. Sản phẩm để có thể kinh doanh được có 3 tiêu chí. Tiêu chí số 1. Đầu tiên. Cái này thì thực ra để áp dụng với kinh doanh online, đó tỷ lệ lợi nhuận nó phải trên 45%. Khi chúng ta bắt đầu nhìn vào một sản phẩm, chúng ta đánh hơi của nó, thấy cái này giá nó là bán là bao nhiêu, định giá trên thị trường như thế nào, tỷ lệ lợi nhuận của nó được là bao nhiêu. Ví dụ tôi kể cho mọi người cái chuyện tôi đi tìm bán đĩa mài sừng tê giác. Anh chị thấy là sừng tê giác là cái thứ bị cấm không? Nhưng mà vấn đề muốn dùng được sừng tê giác thì phải cần một cái đĩa mài. Và như vậy thì rõ ràng là gì? Là sừng tê giác bị cấm nhưng mà đĩa mài thì không cấm. Và tôi lại có thể bán được công khai cái đấy. Nên đấy là việc đầu tiên mà tôi nhìn thấy là gì? Nhu cầu thị trường là có người cần mua cái đấy. Nhưng mà không ai bán. Tại vì người ta sợ là bán cái đấy thì sao?
và bán bị bắt, nhưng cuối cùng là không bị bắt. Và như vậy thì bắt đầu tôi nhìn thấy là cái này giá của nó có thể tiến hành làm giá được. Tại sao vậy? Tại vì là cái đĩa mài sừng của Nhật giá nó khoảng tầm 2 triệu một chiếc mà không có để bán. Đĩa mài sừng Trung Quốc nó rơi ở tầm 1,4 triệu một cái cũng không có để bán. Và như vậy Bát Tràng làm đĩa mài sừng tê giác bán 350.000 một cái, giá nhập vào là 25.000 một cái, tỷ lệ lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm? Mấy nghìn phần trăm. Và như vậy thì đầu tiên tỷ lệ lợi nhuận là cái đấy hoàn toàn làm được, cứ trên 45% là chơi được hết. Và như vậy so sánh giá thị trường, nhìn vào ok chiến lược sản phẩm này. Và như vậy đấy là tiêu chí đầu tiên chúng ta phải đánh giá, là nếu mà so với cả giá trên thị trường, với giá mình nhập, tính toán tỷ lệ tương đương mà mình lợi nhuận được 45% là sản phẩm đấy có thể chơi được. Đúng không? Và như vậy bọn tôi bắt đầu nhìn thấy sản phẩm mỹ mài đấy là chơi được. Vì nó có thêm một yếu tố nữa. Đây là tổng tất cả, tức là giá giữa giá bán ra và giá nhập vào trừ đi, chưa bao gồm các chi phí khác, nhưng mà nói chung là lợi nhuận được 45%. Đúng rồi, cứ thế là làm được rồi. Tại vì sau này chúng ta sẽ phải neo cái mức marketing nó nằm ở 10-15%. Các mức chi phí khác cộng vào nó chỉ rơi 10% nữa. Nghĩa là sau khi trừ hết sạch đi, chúng ta vẫn phải lãi được tầm từ 20%. Nó gọi là khi mà lãi thuần ấy, nó được 20% là cao đấy. Các ngành khác có khi chỉ được 4-5% sau khi trừ hết chi phí đi. Ví dụ bán lẻ là của các ngành điện máy chỉ là 3-5% thôi. Và họ cần phải căn cứ nhiều. Như vậy là nếu chúng ta nhìn sản phẩm cứ lợi nhuận được tầm này là chơi được rồi đấy. Nghĩa là bắt đầu có thứ để có thể làm được. Giá 1 triệu là mình bán 1 triệu 100, 1 triệu 450. Đúng rồi, là có thể chơi được rồi. Tức là tỷ lệ lợi nhuận đấy nó nằm ở trong mức cho phép để mình có thể chơi được. Và như vậy tiếp theo, ý thứ hai để anh chị nhìn tiếp vào sản phẩm. Tức là sản phẩm đấy là nó có khả năng đóng gói. Anh chị biết yếu tố khả năng đóng gói để làm gì không? Nó liên quan đến vấn đề vận chuyển. Tại vì là nếu mà không có khả năng đóng gói vận chuyển thì như vậy sản phẩm đấy sẽ bị hạn chế. Nó chỉ bán được trong khu vực hẹp thôi. Và bây giờ chúng ta làm internet thì nếu khả năng đóng gói được thì là sẽ chơi được hết. Nhiều người kỹ tính đến mức là họ sẽ chỉ kinh doanh những sản phẩm nào có cân nặng dưới 450g. Tức là họ dùng các tiêu chí do họ thôi. Tại vì là nếu mà muốn bán được những cái sản phẩm ví dụ như đồng hồ này là hoàn toàn sức kéo rất là tốt, tại vì nó nhẹ, chuyển được. Và khách hàng thì gần như là mình có thể cho free cái cước vận chuyển. Và như vậy tôi sẽ không bị giới hạn cái khu vực vận chuyển nữa. Ví dụ đồng hồ này gần như là chuyển mất có 30-40 nghìn, tôi có thể free luôn cho người ta và khách hàng thích. Nhưng mà nếu mà chuyển cái laptop này thì không chuyển được, thì nó nặng hơn và chi phí nó cao, đúng không? Và nó khó làm. Cho nên là tại sao là người ta vẫn phải mở cửa hàng, tại vì đây là đồ đắt tiền. Cho nên khách hàng vẫn muốn là có cảm giác sờ nắn là được mang về. Hôm trước tôi có một ông kể chuyện vui là có hai ông già ở quê ra đi mua cái màn hình TV 60 inch. Thì đáng nhẽ là nhân viên bảo anh ơi để em trở về nhà cho. Về đến nơi anh thanh toán đây, sau đó thì để em trở về nhà. Thì ông già bảo tao muốn cảm giác sao thanh toán xong phải vác về. Vác về đi vỡ bố nó mất. Nhưng mà đấy nó là cảm giác của người mua. Ông nào cũng thích là mua trả tiền xong phải cầm sản phẩm mang về. Thì nếu như cái này nó đóng gói được thì như vậy chúng ta sẽ làm được cái cảm giác cho khách hàng. Và chuyển hàng đến nơi thì anh mới phải trả tiền. Thì như vậy lúc đấy chúng ta mới bán được cái số lượng lớn. Chứ nếu bây giờ mà bán cái số lượng lèo tèo chờ khách hàng đến cửa hàng thì nó sẽ không đạt được lợi nhuận như mình mong muốn được. Thứ ba, tiêu chí để sản phẩm có thể mang được, đánh giá được. Đó liên quan tới việc. Đó chính là gì ạ? Cái sản phẩm này có giá trị lõi. Lại kể lại cái câu chuyện bán đĩa mài sừng tê giác. Lúc đầu bọn tôi bán nhập vào là có 25.000 một cái, bọn tôi chỉ bán 150.000. Và sau đó không bán được. Anh chị biết tại sao? Không tin. Và như vậy thì tôi tăng nó lên 350.000 và cộng thêm hai cái dòng quảng cáo. Dòng thứ nhất đó là gì? Là sản phẩm này làm từ đất nhập từ Nhật Bản. Có ai kiểm tra được đất này có nhập từ Nhật Bản hay không không? Chị, đúng không? Đấy là thêm giá trị lõi. Cái thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề gì? Là sản phẩm này đất được lọc qua 5 lần, nung đến nhiệt độ 1.300 và khử được chì. Thì thêm hai giá trị lõi vào. Và khách hàng bắt đầu mua. Còn lúc trước rẻ quá khách hàng không mua, không gọi điện luôn. Họ nghĩ là hàng giả.
Nhưng khi tăng giá lên cộng thêm hai dòng quảng cáo thì họ lại mua. Đây chính là cái vấn đề sản phẩm nó phải có một cái lõi trong đấy. Không có lõi không làm được. Ví dụ như bọn tôi bây giờ bắt đầu bán bát hương thì lại phải chơi chiến lược chứ. Bát hương rồng Việt Nam và rồng Trung Quốc. Rồng Việt Nam thì có 5 móng, rồng Trung Quốc có 4 móng. Thế như vậy nó phải đánh vào cái giá trị là gì? Đây là hàng của người Việt làm ra và thờ trên bàn thờ người Việt. Anh đừng có dùng bàn thờ Trung Quốc. Rồng của em 5 móng thì nó là rồng Việt Nam rồi. Còn rồng Trung Quốc là 4 móng. Anh cứ nhìn thấy hàng nào đề can giá 4 móng hàng Trung Quốc đây ạ. Chả biết ở đâu cứ phán vào hàng Trung Quốc. Và như vậy nó làm cho sản phẩm nó phải có giá trị lõi. Lõi thì bắt đầu mình mới đi mình đánh được người ta. Và như vậy thì đây là 3 yếu tố. Cứ nhìn sản phẩm nào mà chúng ta tìm được ra 3 yếu tố này là chơi được. Bán được online. Nên có nhiều cái bán được. Nhiều lắm. Đi ngửi lung tung ở lên. Ví dụ như là được rồi, có mấy cái tôi vẫn còn đang định làm, chưa có thời gian làm. Thứ nhất là anh chị thấy là bán đũa được. Đũa thì lại đũa từ gì? À, đũa kim dao. Ở đây mọi người biết đũa kim dao là đũa gì không? Nghe rồi đúng không? Ở Việt Nam thì có một vùng ở Lạng Sơn là nhiều nhất cây kim dao. Cây kim dao thì cây mọc trên núi đá. Và đũa kim dao có một đặc tính là gì? Là nếu mà gắp phải thức ăn nhiễm độc thì nó sẽ chuyển thành màu đen. Đấy là giá trị lõi của cái đũa đấy. Giá trị lõi thứ hai, đũa kim dao là gì? Là nó không sấy tẩm mốc và nó chỉ làm đúng một dáng duy nhất là đũa hình tròn, thẳng bình thường. Và như vậy thì là liên quan đến là tất cả các loại gỗ bình thường đều tẩm hóa chất chống mốc, chống cái này khác, ăn nó rất là độc và dùng một thời gian nó bị bốc. Nhưng đũa kim dao nó không mốc. Nhập vào 25.000 một chục, bán ra 75.000 một chục, lãi bao nhiêu phần trăm? Chuẩn. Đấy, cái đấy làm được. Tôi còn chưa thời gian làm. Anh kể mày rồi này. Chị anh bán rất là tốt cái đấy. Vì một gia đình sẽ mua trung bình là mua 50. Thế như vậy một khách sẽ lãi được trung bình là 250.000. Tỷ lệ tiền bỏ quảng cáo rất rẻ. Vì hầu như nhà nào sau một năm cũng sẽ thay đũa. Còn chưa kể nhà hàng, khách sạn. Nhưng một gia đình một năm sẽ thay đũa một lần. Triển khai cái đấy cực dễ, đóng gói. Hàng đấy thì đóng gói rất dễ. Đũa mà, đóng gói chuyển đến COD ship code đến tận nhà. Làm được. Cái thứ hai là thớt. Cũng vẫn ở vùng đấy, thớt nghiến. Gỗ nghiến là gỗ quốc cấm, không được bán đấy. Nhưng mà trên vùng đấy nghiến lại rất nhiều, lại bán được. Và anh chị biết cái gỗ nghiến thì thớt nghiến nó khác với cả thớt bình thường thế nào. Nó không bị mùn. Thêm một yếu tố nữa là cái cây nghiến nó lại kỵ với cả kim loại. Cho nên khi dùng kim loại mà chém vào gỗ nghiến nó không để lại vết. Thế nó mới hay. Dùng cái đấy cực bền, không để lại vết. Cho nên là những cái này nó còn có câu chuyện mà. Ví dụ như là cho thịt để lên trên cái gỗ đấy, dùng dao chém vào thịt bao giờ cũng ngon hơn. Tức là không phải dính bùn đâu. Nó có một cái nữa, yếu tố là nó có nhiều yếu tố, nó không có mùi hôi nữa. Gỗ nó không có mùi hôi, nó rất là chắc. Và thường là cái gỗ nghiến đấy về trước khi dùng là phải ngâm nước muối một tuần. Tại vì cái cây đấy nó chắc quá. Ngâm nước muối vào để nó làm cho nó sáng bóng, dùng được lâu hơn. Đấy. Thế như vậy là cứ tìm sản phẩm có đủ cái đấy là bán được. Và như vậy trong đầu mọi người sẽ phải hình thành cái tư tưởng lúc này là đi nghe ngóng và làm thử. Sẽ đi tìm nhiều cái, cứ nhìn đâu đó thấy một cái thứ gì đó là làm. Và bắt đầu nó sẽ ra được. Và lúc đấy chúng ta trở thành người giàu có khi anh chị có 5 dòng tiền, mỗi dòng tiền kiếm 15 triệu một tháng. Cứ nhớ câu đấy. Được. Và hôm nay thì tôi cho anh chị một dòng tiền, anh chị có thể bán đồ thờ và kiếm được 15 triệu một tháng rất dễ. Nếu mà chúng ta tập trung làm. Vì thờ cúng nó là một cái thứ lâu dài, bền vững cả cuộc đời. Hầu như mọi người làm được. Và cái thứ hai nữa anh chị có thể kiếm tiền nữa là gì? Là đem đi bán khóa học. Khóa học bán kiếm nhiều tiền lắm. Tại vì cái đấy tỷ lệ lãi nó phải lên tới 6-700%. Và liên quan tiếp nữa là gì? Là cứ mỗi một năm trôi qua sẽ có một cái lượng người mới sẽ lại đi học cực lớn. Cái thị trường của nó quá lớn để có thể kiếm tiền được, không bao giờ chết. Và người ta biết nữa là gì? Thầy già con hát trẻ. Tức là thầy giáo càng già càng dạy nhiều, càng kinh nghiệm. Ví dụ đến bây giờ tôi kể cho anh chị chuyện toàn thứ tôi trải qua rồi, thì chắc chắn là không ông nào có thể làm được cái phần việc đấy nếu họ không dám trải qua. Và như vậy thì cứ mỗi một năm tôi quảng cáo thêm tiền quảng cáo, tài khoản quảng cáo tôi có dày lên. Bây giờ tôi khoe quảng cáo, tôi quảng cáo 15 tỷ rồi. Có thằng nào bây giờ dám ngồi và anh quảng cáo được 15 tỷ bằng em đâu? Thì đơn giản tôi chạy 2 chiến dịch cho 2 công ty to. Mỗi công ty họ chạy ở tầm 5 tỷ, tôi chạy 2 chiến dịch của họ đã hết 40 tỷ rồi. Thế như vậy là chạy càng lâu thì nó sẽ càng nhiều tiền.
cộng thêm kiến thức nó sẽ ra nhiều, và như vậy nó sẽ trở thành cái thứ có thể bán được lâu dài. Và mình nhìn được những cái phần đấy là mình có thể thấy được là nó có nhiều cái để làm. Cho nên là tại sao các nước ví dụ như châu Âu họ vẫn đầu tư nhiều làm kinh doanh giáo dục, thì không năm nay thì bán cái này bán cái khác, hôm nay không dạy landing page nữa mai tôi sẽ dạy cái khác, vì nó là cái quá trình nhu cầu của con người. Nhưng có một thứ giá trị lõi, tại vì ông trải nghiệm được doanh nghiệp nhiều thì ông sẽ ra được nhiều thứ để kể. Và doanh nghiệp chính là cái giống như kiểu là bài học sống thực tiễn, nó đã thành công rồi và nguyên tắc rồi, ông nào thành công rồi thì chỉ bắt chước nó thành công, và cái ông mà đi dạy chỉ cần ngồi kể lại cái câu chuyện thằng thành công là xong, cần gì phải dạy nhiều. Ông cứ làm đúng như thằng này, nó được 10 phần ông sẽ được 2 phần là ông vẫn sống. Nhưng mà ok, như vậy là liên quan đến vấn đề về đánh giá sản phẩm, mọi người hiểu chưa? Lúc này sẽ nhìn được sản phẩm, ví dụ như anh bán cái bàn của anh là tôi nhìn phát tôi thấy nó có vấn đề, có nhiều vấn đề về cái đấy, anh cứ đọc cái này phát anh thấy sức kéo của nó sẽ kém. Cái của anh quá to, chính xác, không vận chuyển được. Cái đấy chỉ trừ khi là phải thuê xe, 80 cân đấy là anh sẽ phải gỡ ra thì xe ôm có thể chuyển được không? Nếu không chuyển được sẽ phải thuê xe kéo hoặc xe 5 tạ thì nó sẽ có nữa. Trong kia thì công ty mình cũng đang làm cái chưa biết làm nào, mua xe làm nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là cái đấy nó sẽ tốn chi phí và không phải ông nào cũng làm được, và cái trường vốn mình kinh doanh thì đâu phải mình có sẵn cái đấy. Cho nên xác định là gì, đầu tiên chúng ta kinh doanh vốn ít thì chúng ta phải đánh du kích, đúng không? Các cụ ngày xưa toàn đánh du kích, tận dụng những cái thứ gì nó phải ra được tiền á, sau khi bắt đầu tích đủ vốn rồi chúng ta mới đầu tư thì mới làm được. Và cái đấy ví dụ anh bán thì rất khó, tại vì xe của anh không thể một ngày chạy được rất nhiều chỗ để cho người ta xem được. Nếu anh tăng cái lượng người lên phát là công ty sẽ có nhiều chính sách mà nó sẽ ảnh hưởng cái việc đấy lên. Ok, như vậy chúng ta ra được tiêu chí đánh giá sản phẩm, nhìn phát ra được, đúng không? Sang phần thứ ba, sau khi chúng ta có tiêu chí đánh giá sản phẩm rồi thì chúng ta phải học một cái mô hình gọi là phân tích hành vi nhu cầu. Anh chị phải hiểu cái phân tích hành vi nhu cầu này thì chúng ta mới viết ra được cái landing page, và chúng ta chuẩn bị nội dung landing page cho buổi sau chúng ta sẽ tiến hành thực hành làm landing page. Và như vậy thì anh chị mới có từng bước chúng ta làm được. Đó chính là mô hình kinh doanh, nó có 3 mô hình chính. Nhìn đây. Ai ra để ai ra cho kinh doanh. Content thực ra nó lấy cái ai ra này cũng thế, thực ra bản chất nó gọi là nhu cầu hành vi mua sắm người dùng áp dụng theo ba mô hình này. Đầu tiên là ai ra, viết tắt của bốn từ. Đầu tiên là attention, interest, desire, memory. Đầu tiên chữ attention nghĩa là chúng ta có cái gì để làm cho khách hàng chú ý, đúng không? Bán đĩa bài sừng tê giác là câu đầu tiên. Tất này làm từ Nhật, đúng không? Khử trì rồi, 1300 độ, yên tâm là không phải uống phải đất đâu. Đấy là cái để gây cho sự chú ý. Anh chị có để ý thấy là chúng ta đi xem phim trưởng, chúng ta thấy những ông làm sơn đông mại võ, thế ông ta làm cái gì để lôi cuốn khách hàng? Uống mai quay cuồng ở chỗ sau nó bảo anh này đã được luyện thiết bố sam, thân thể sẽ không bị kiếm chém được, chém luôn. Và bây giờ thì để cơ thể như thế thì anh ta thoa một loại thuốc bí chuyển của tôi, chỉ cần dùng 15 ngày là cơ thể các bạn sẽ không giảm đau kiếm và bất nhập, đúng không? Đây bôi loại thuốc thử luôn, chém phát lên tay không chảy máu. Và như vậy bán không? Cái đấy nó gọi là attention, nghĩa là chúng ta có cái gì để người ta cảm nhận được ngay và đánh được vào tâm lý của họ. Điều này nó tác động nhiều lắm. Nên ví dụ như là cái bàn thờ bây giờ phải tìm ra cái chú ý attention. Chú phải lôi ngay ra làm thử nghiệm với cả cái bàn thờ đấy làm thành, làm một quả trải nghiệm. Về để với cái bàn thờ đấy với cả bàn thờ của mình xem nó ra cái gì. Đừng phải chú ý cái đấy. Câu này bán đông dược thì cũng phải tìm cái chú ý. Nó phải có thứ gì đó người ta nhìn được ngay. Đúng không? Giống như là Ngọc Trinh tại sao phải chọn mình là nữ hoàng nội y? Trắng. Biết sao? Ở Việt Nam lúc đấy là chưa có ai chọn là nữ hoàng nội y. Và vẫn là tâm lý của nhiều người là gì, nghĩ là gì? Là cái đấy không nên sâu ra. Và như vậy thì chiến dịch marketing attention, tôi là nữ hoàng nội y đầu tiên toàn chụp ảnh bikini.
que số đó 3 vòng và sau đó dùng Photoshop để chỉnh. Đúng không? Người ngoài đời thì không như thế, nhưng yên tâm tôi phong tôi là thế. Sau đó chúng ta thấy nó xuất hiện cùng thời thì có Ellie Kim Hồng không? Em với Photoshop thì có mà bét nhè để làm sao cho là gì nổi bật được những cái thứ người khác thích. Đúng không? Cho nên nó bắt đầu mới có một cái câu là ngực to không lo chết đói đó. Lúc đấy bắt đầu nó hình thành câu đấy, nghĩa là có cái gì gây sự chú ý và chúng ta cần phải làm sự chú ý. Hoặc là Lệ Rơi, anh chị thấy Lệ Rơi thì nổi tiếng nhờ điều gì? Thực ra cả đấy một phần làm chân thật, không chưa ai dám tham dự điều này. Chính xác, tức là anh ta phá cách bình thường là anh ta quay chúng tại phòng của mình và dùng cái máy tính anh ta quay, nó thân thuộc, anh ta rất là nông dân, attention nó là như thế. Nghĩa là tự dưng chúng ta sẽ làm một cái nó khác với những cái thứ bình thường đi. Bình thường mọi người đang nghĩ là gì? Là để làm chiêu trò thế toàn phải hot girl hoặc là Tùng Sơn hay sao? Con gái thủy tề. Tức là họ làm những cái thứ nó khác biệt đi. Bình thường toàn những cô gái xinh đẹp tới đây phải thấy những anh rất là xấu, những người rất là xấu không làm gì cả. Tôi có anh bạn, anh ta kinh doanh camera. Ế quá, anh ta cho nhân viên mặc áo sơ mi, mặc quần đùi, đi giày đen, đứng ra ở ngã tư cầm một cái biển. Ế quá, các bạn làm ơn đi qua đây chửi tôi một câu. Sau đó quay clip, vứt lên trên mạng. Thế là bắt đầu mọi người chú ý chui vào nhiều. Sau đó phải tìm ra xong là cuối cùng phát hiện ra ông này bán camera. Gây tò mò. Nó là sự gây tò mò, chú ý thôi, đơn giản, chỉ là cái sự chú ý. Mà anh chị để ý thấy bây giờ tại sao một số chỗ người ta lại bán cái con robot cầm mặt bằng biển, lắc lắc. Nó tóm lại để cho mọi người nhìn thấy chú ý. Sau đó quán hàng ăn lại phải thuê mấy thứ mặc áo thú nhún thú nhức gì đó đi qua để gây sự chú ý. Hoặc là đơn giản như là điện máy xanh, tại sao phải làm ra bài hát? Đó. Chúng ta lúc nào phải nhớ điện máy xanh ua, nó là một cái thứ gây sự chú ý. Và ai làm được sự chú ý đấy là người chiến thắng. Chả phải tiềm thức, nó tóm lại là cứ nhìn và nhớ nó, attention. Nhìn và nhớ. Nó có một điều gì đó đặc biệt, nó nhìn và nhớ. Nhìn và nhớ. Ví dụ như hãng đồng hồ này chị nhìn thấy, nó có bất kỳ con số nào trên mặt đồng hồ không? Hãng này duy nhất là hãng chỉ làm có đúng kim này, không có cái gì cả. Không có số, không có giờ, chả gì, có đúng cái mặt này. Đấy là cái mà để họ gây sự chú ý, họ đi bán. Hoặc là có một số hãng khác thì như cái đồng hồ vừa rồi em thấy là nó lại làm trong suốt. Có những hãng họ làm nhìn thấy cả máy nó chạy. Đúng không? Có những hãng đặc biệt đến mức là gì? Là họ lại làm cái đồng hồ này, dây da của họ làm từ da hải cẩu. Tức là nó là cái sự gây chú ý. Mình phải có một cái sự chú ý. Sau đó, chữ Y thứ hai là Interest. Interest là thích. Các bạn phải làm cho họ thích mình. Có điều gì để làm họ thích mình? Ngọc Trinh làm cho người khác thích vì sao? Vì em ấy trắng, đúng không? Sau đấy phải có trắng như Ngọc Trinh, đúng không ạ? Suốt ngày lặp đi lặp lại. Sau đó chúng ta nhìn thấy Sơn Tùng MTV làm cho giới trẻ thích vì sao? Anh ta hát nhạc Hàn Quốc, Sky. Nó tóm lại là gì? Lập ra cả fan ai là Sky chân chính. Có cả Sky không chân chính đánh nhau nữa. Nó tóm lại nó phải đi theo trào lưu là gì? Thích họ vì cái gì đó. Ví dụ như là tôi đi dạy, học sinh thích tôi, chị biết là tôi làm phong cách gì không? Thích điều gì không? Tôi rất thích kể chuyện. Tôi đi dạy tôi toàn kể chuyện. Hầu như tôi dạy tôi nói rất ít, tôi toàn kể chuyện. Và mọi người thì thích nghe cái câu chuyện là câu chuyện thật. Còn ví dụ tôi lại dạy anh chị những cái thứ liên quan đến sách vở và những cái thứ nó nói về lý thuyết chúng ta sẽ không thích. Nhưng mỗi câu chuyện nó lại dẫn tới một vấn đề. Và như vậy chúng ta phải tìm ra một thứ để người khác thích mình. Và chúng ta nhớ đến cái business model. Chúng ta nhớ đến tuyên bố giá trị, nó nằm ở chỗ này đấy. Tuyên bố giá trị. Ví dụ như là tôi quen với cả ông thầy, ở đây không biết là có ai quen cả ai biết cái ông Phương dạy toán không nhỉ? Có bao giờ nghe không? Thầy Phương dạy toán. Phương dạy toán đại học ạ? Không, không phải ông thi đại học. Ông ấy dạy cấp 3. Cứ về search xem. Ông ấy chỉ dạy gì? Duy nhất những đứa nào thích đi thi Olympic và đi thi học sinh giỏi quốc tế mà muốn được giải thì học ông đấy. Thằng cha đấy chỉ dạy những đứa nào đi thi học sinh giỏi quốc tế. Không dạy khác. Chất. Ông ấy rất giỏi. Đến mức là gì? Ông ta sáng tác nhạc dựa trên tổ hợp toán. Ông ta chơi guitar đến mức mình thừa hiểu là ông này sáng tác 10 bài na ná như nhau. Với ông ta bảo anh chỉ cần tổ hợp những cái bài này ra là âm nhạc. Nhưng mà đấy là cái chất của ông ta. Ông rất giỏi.
viết rất nhiều sách. Nếu mà ai mà có con sau này học toán sẽ thấy thầy Phương dạy toán, ông chỉ riêng viết sách dạy cho những người đi thi Olympic, thi toán quốc tế, tại vì ông ta rất giỏi tiếng Anh, dạy toán bằng tiếng Anh, thi GMAT, thi GMAT này, rồi thi tất cả những thứ toán tiếng Anh, ông là số 1. Và như vậy thì ông ta làm cho người khác thích về gì, phong cách dị, chỉ dạy đúng như thế thôi. Và như vậy thì nhà nào mà có con muốn đi thi quốc tế thì chắc chắn là chỉ chơi ông đấy, không cần phải chơi ông khác. Còn các ông thầy dạy đại trà hay sao, mất cửa ngay, không có cửa để có thể giàu được ông đấy, tại vì dạy một cái đấy nó rất nhiều tiền. Nhưng mà những người mà đã cho con đi thi nghĩa là họ đầu tư rồi. Và như vậy có cần phải dạy nhiều không? Cần quá như vậy dạy nhiều. Dạy vừa đủ thôi, cần dạy nhiều, dạy đủ những cái đấy và có thể trở thành người giàu rồi. Đấy là Internet, và chúng ta cần làm cho mình một cái cho người khác thích. Và lúc này thì chúng ta mới thấy tại sao xuất hiện ra những người chuyên đi xây dựng style cho những người khác. Và chúng ta cũng phải tìm style cho chính mình, chọn cho mình một phong cách để có thể nhìn ra và không lẫn được với người khác. Đấy là những cái thứ mình phải làm. Sau khi bắt đầu Internet rồi, thì với cái mô hình AIDA này là bán hàng tại điểm, thì thông thường là phải để cho khách hàng design, nghĩa là họ quyết định. Nghĩa là chúng ta phải cho những cái thứ mà đến họ không thể rời được nữa là gì? Khuyến mại mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 1, mua 4 tặng 2, đúng không ạ? Cơ hội bây giờ chỉ còn có trong vòng 15 phút này nữa, nếu không mua không còn nữa đâu, đúng không ạ? Nếu các bạn mua ngay bây giờ thì ngoài việc là các bạn có được sản phẩm thì chúng ta sẽ được tôi tặng thêm cho 5 sản phẩm này, đúng không ạ? Dùng trọn đời. Đấy là những cái thứ mình sẽ phải thêm vào để quyết định. Cho nên sau này anh chị bắt đầu tiến hành làm để viết content thì chúng ta cũng phải viết cái điều đó ngay lập tức. Cho nên những người nào làm kinh doanh là những người bậc thầy về tâm lý khách hàng. Họ hiểu khách hàng muốn điều gì. Ví dụ đến phần design này là nếu anh chị bán hàng lẻ thì sẽ là khuyến mại. Nhưng mà nếu mà tôi không có bán hàng lẻ mà tôi bán dịch vụ thì lúc đấy tôi sẽ phải chốt giá cao lên. Không bán rẻ đi. Không bán rẻ đi, chỉ có cơ hội đặt cọc. Và nếu mà không muốn bây giờ thì không còn cái gì nữa. Nghĩa là nó là giá trị của từng phần. Và chúng ta phải hiểu tâm lý khi người ta bỏ ra một đồng tiền. Ví dụ anh chị đi học, tự dưng chúng ta mất mấy triệu, cảm thấy sót không? Nó sẽ rất là sót. Vì vấn đề thế mà tôi là người bán hàng, tôi lại phải tìm cơ chế nhiều. Tôi phải biết ngay được là nói điều gì để các bạn cảm thấy nó không sót. Sẽ nói điều gì để các bạn cảm thấy là cái giá trị mình bỏ ra nó không lãng phí. Nó sẽ có nhiều cái. Nhưng mà người nghệ thuật bán hàng nó nằm ở chỗ đấy. Và lúc đấy chúng ta phải viết những cái thứ để người ta quyết định ngay. Design. Ví dụ tại sao anh chị quyết định đi học tôi? Tại sao? Đơn giản ví dụ như anh nhìn thấy tại sao tôi up Facebook là 7 giờ, giờ này chỉ còn như thế này. Đấy là một trong những cái yếu tố nó sẽ quyết định đến thôi thúc người ta trong cái khoảng thời gian. Rồi sau đó bắt đầu tôi chia sẻ những cái thứ người ta khác có thể làm được. Nó tạo sự khan hiếm. Nhưng mà nếu ví dụ tôi bán gốm sứ, đặc biệt là tôi bán hàng quà tặng, đã biết, chị biết tôi sẽ dùng chiêu gì không? Cái ông mà đi mua quà tặng thường là làm cho công ty. Và làm cho công ty không quan tâm điều gì? Commission. Và phải ghi ngay có chiết khấu cao dành cho người đi làm, đúng không ạ? Sau đó phải PS ở phía dưới ghi nhỏ nhỏ: tất cả thông tin này bọn em sẽ giữ bí mật, sử dụng tài khoản cá nhân và chuyển tài khoản của anh chị, và anh chị sẽ không bị trừ thuế thu nhập cá nhân gì đó. Nó tóm lại viết vào, nghe thấy là thích rồi đúng không? Đấy là một cái mấu chốt. Mấu chốt thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề gì? Là cái ông đi mua hàng, ông ta có sợ là mua phải cái hàng của mình mà đắt hơn mình bị sếp chửi không? Phải ghi cam kết giá rẻ nhất thị trường. Anh chị có thể check 3 đơn vị sau cung cấp giá và giá của em bây giờ đứng rẻ hơn họ 25%. Và như vậy thì ngoài tiền em chiết khấu cho anh chị, em có thể kênh giá này lên cho anh chị 25% nữa mà vẫn không bị sao? Đấy là bí quyết kinh doanh của mỗi người. Phải có cái câu chốt vào đấy để mồi. Cho nên nhiệm vụ của người đi học kinh doanh, làm kinh doanh là phải nghiên cứu khách hàng, xem họ điều gì. Ví dụ như là gặp phải ông chủ đi đặt hàng đúng không, thì lúc đấy đừng có đưa câu ấy ra. Gặp ông chủ đi làm, anh phải hỏi ngay, anh đặt cho công ty anh đúng không ạ, anh quản lý, thế anh yên tâm giá này bọn em làm là rẻ hơn bên kia, em sẽ không phải chiết khấu cho bất kỳ đứa nào cả, em lại giảm thêm cho anh cầm lại tiền nữa. Thế tự dưng ông ấy sướng làm luôn với mình, và như vậy thì họ biết là doanh nghiệp của họ không bị thiệt hại. Nhưng mà nếu nhân viên đi làm thì họ xác định là gì? Cơ chế phần trăm. Nhưng mà nếu làm với nhà nước anh chị biết điều gì đâu? Nhà nước lại không quan tâm đến giá. Phải ghi em làm cho anh chứng từ đầy đủ, cộng thêm báo giá cạnh tranh của ba bên để anh có thể giải ngân được một cách dễ dàng. Công ty bên em hồ sơ sạch, không có liên quan đến vấn đề gì về nợ thuế, nên sau này anh giải ngân qua bên em thì yên tâm, tiền đấy anh sẽ có thể lấy được của nhà nước mà không có vấn đề gì cả. Vì họ không quan tâm gì đến vấn đề là tiền đâu, vì tiền của nhà nước rót. Họ chỉ biết chi, nhưng họ sợ nhất là chi phải thằng nó có phốt, thì lúc đấy là ngân hàng nhà nước, hoặc là lúc đấy tiền của họ sau này sẽ không được chi nữa. Mình phải ghi là công ty em sạch sẽ,
thuế má các thứ đầy đủ, không nợ tiền thuế, hóa đơn của em hóa đơn chuẩn, sau này em không bị truy thu. Đấy chính là cái bí quyết để kinh doanh. Và phần design này là anh chị phải ghi cái phần đấy ra rất là rõ ràng. Nên nó bảo kinh doanh thì lúc đấy chúng ta sẽ phải tìm hiểu bậc thầy kinh doanh để xem nó là vấn đề là gì. Và cuối cùng action. Action là gì? Là chúng ta phải làm cho khách hàng dễ dàng mang sản phẩm đấy về, dễ dàng mua sản phẩm đấy. Ví dụ như là sản phẩm này em đóng gói lại rồi, rất dễ vận chuyển, anh có thể chuyển đi mà không bị vỡ. Hoặc tiếp theo nữa là sản phẩm này anh chị không cần phải chuyển đi đâu, anh chị mua đi bọn em chuyển đến tận nhà, và anh chị có thể chỉ cần thanh toán cho bên em đặt cọc trước một ít tiền. Nói chung là đấy là những thứ mà chúng ta phải khéo. Như vậy là lúc này anh chị phải viết những cái thứ để sao cho họ dễ dàng họ mua. Và đây chính là hành vi mua sắm, và chúng ta sẽ phải viết nội dung để đáp ứng điều này, đúng không? Xong lúc đấy ví dụ như là lúc này phải chốt lại gì là bên em không chỉ anh chị mua sản phẩm, em tặng luôn cho chị một cái túi bảo vệ môi trường, túi này trị giá 70.000, nhưng mà bên em tặng cho anh chị miễn phí, vì bên em là công ty không phải là vì kinh doanh, bọn em là phải quan tâm đến cộng đồng, bọn em là không phải là vì liên quan đến vấn đề vì tiền, mà vì nhân sinh, nghe bắt đầu người ta cảm thấy thích chưa? Đấy là những yếu tố chúng ta phải viết ra vào. Thế đấy là mô hình cổ điển. Thì mô hình cổ điển thì bây giờ nó phát triển đến mô hình thứ hai, chúng ta nhìn thấy mô hình này thêm một chữ M. Lúc này chúng ta lại phải làm thêm một việc nữa. Ngày xưa thì kinh doanh không quan tâm nhiều đến thương hiệu, bây giờ quan tâm cho họ nhớ mình là ai. Lúc này thì sẽ phải có một cái logo đại diện, sẽ phải có một câu chuyện đại diện, nó phải có một cái màu sắc. Chúng ta nhìn thấy là cứ nhìn thấy màu vàng với đen, bán điện thoại rồi của ông nào, thế giờ di động rồi, thế ông đỏ đen là của ông FPT rồi, đúng không? Thế ông vàng xanh là của ông Viễn Thông A rồi. Nghĩa là họ dùng màu sắc, họ dùng thông điệp, họ dùng thông tin. Chúng ta cứ nhìn thấy biểu tượng bất động sản mà có hình con chim chắc chắn của Vin rồi, đúng không? Tức là họ dùng những cái biểu tượng đấy vào, và chúng ta bây giờ bán hàng phải có biểu tượng. Nó có biểu tượng. Biểu tượng này có thể là biểu tượng logo, biểu tượng con người, biểu tượng về hình ảnh, biểu tượng về màu sắc, biểu tượng về câu chuyện, biểu tượng về âm thanh. Nghĩa là chúng ta phải có thứ gì đó để cho họ nhớ. Ví dụ như là chúng ta đi đường mà nghe thấy tiếng kem, bọn bán kem Merino, nghe thấy tiếng nhạc, nghe thấy không? Hoặc ngày xưa chúng ta cứ thấy là có ông nào bán kem là bóp ve bút phát là chúng ta biết ngay, đúng không ạ? Hoặc là ông nào bán mì gõ có cóc keng keng, tức là đấy là tiếng âm thanh. Cho nên bán hàng anh chị cũng thế, phải làm cho khách hàng nhớ đến mình bởi tiếng âm thanh nào đó. Nên làm hết ở những cái này rất phức tạp, nó có nhiều giai đoạn lắm. Bây giờ bọn tôi chỉ làm được một phần trong những cái thứ mà dạy cho anh chị. Có những thứ nó đương vượt ngoài tầm của mình, ví dụ như làm sáng tạo âm nhạc mình chưa làm được. Nó phải đến tầm nhất định, nó sẽ có bài hát. Giống như là Tân Á Đại Thành, anh chị nghe thấy nó hát bài gì? Đại Thành, Phồn Vinh, Cuộc Sống Việt. Nó hát vào, ông nào bây giờ phải có bài hát. Họ đến điện thoại, điện điều hòa LG rồi cũng phải có. Tức là họ làm cái đấy để nó sẽ tạo thành cái âm thanh nhớ trong đầu. Nhớ trong đầu. Nó sẽ nhớ. Đúng không? Như bọn đây anh chị thấy là cửa hàng của tôi dùng màu cam. Hơn như tất cả mọi thứ đi đâu cũng nhìn thấy màu cam, biển biếc, in áo, in màu, thì đấy là dùng màu sắc, họ nhớ. Tức là việc đấy nó sẽ là cái do mỗi người, người tự quyết định. Và mình chọn ra một thứ gì đó, người ta nhớ đến mình. Ví dụ như là anh chị thấy là anh chị mua cái điện thoại iPhone mà chúng ta nghĩ nó sẽ làm được điều gì? Thực ra thì iPhone nó đi vào lòng người, nó bán được là liên quan đến vấn đề nó dễ sử dụng. Nó quá dễ sử dụng, một đứa bé chỉ cần đưa cho cái điện thoại này nó có thể chơi được rồi. Tại vì là nó không quá 3 click để nó có thể dùng được, đúng không? Nhưng mà ví dụ như là ông Android vào phát tự dưng có khi phải kéo xuống một phát nó mới vào. Nhiều khi là tôi dùng con S8 này. Bắt đầu khi mua con S8 này, đến lúc tìm cái setting của nó tôi chả biết tìm nó ở đâu cả. Tại vì nó nằm rất là sâu. Sau đó thì nó ẩn đi cái nút ở dưới, nó bỏ mất cái nút home đi rồi. Tôi chả biết mò nó từ đâu ra. Sau đó phải kéo xuống thế này thì mới có thể vào được cái phần này. Trong khi đó mình lúc đầu mình không biết, cái trượt ngang này trượt mãi chả thấy đâu cả.
đấy là cái liên quan đến cái giao diện người dùng, nó làm quá khó và người dùng người ta cảm thấy là rất khó dùng. Đấy là cái mình nhìn thấy được. Và sau đó nữa thì thằng này nó làm được cái là mọi thứ nó vừa đủ, chụp ảnh hình ảnh mọi thứ nó vừa đủ, nó không cần vượt lên cái gì cả. Đấy là của nó. Nhưng mà thằng Samsung này thì lại hơn một cái, nó làm được cái màn hình, màn hình nó quá đẹp, cái camera nó quá nét. Đây là hai cái nó đánh vào được để nó đi vào yếu tố quyết định người dùng chọn nó vì sao. Và như vậy thì chúng ta khi bán hàng cần tìm ra memory, nhớ được nó là cái gì. Giống như là ông già tóc bạc bán sữa chua ông già tóc bạc, chắc đến tên phát là nhớ đến đấy, lò đúc, mình ăn ở đấy mãi ngày xưa, sữa chua ông già tóc bạc. Sau đó ở Hà Nội mà đi ăn phở cuốn phải lên đâu, lên Ngũ Xá. Vấn đề nó có những cái chỗ nó thành memory rồi. Sau đó thì đến hành vi cuối cùng. Như vậy đây là cái mô hình một cổ rồi. AIGA này là từ lúc bắt đầu có kinh doanh thì người ta dùng AIGA. Sau đó từ thập niên 70 người ta dùng AI DMA, tại vì là lúc đấy liên quan đến quảng cáo marketing. Anh chị có nhớ là có những giai đoạn mà TV chúng ta chiếu phim mà xem 15 phút quảng cáo đến 20 phút không? Đúng không? Tại vì lúc đấy là giai đoạn của memory, nhồi vào đầu khách hàng. Nhưng sau đó thì đến từ năm 2006 rồi đi bắt đầu chuyển sang mô hình ISAT là viết tắt của từ Attention, Interest, Search, Action và Share, tức là thêm hai chữ, là chữ S, Search và Share. Và lúc này hành vi mua sắm của người tiêu dùng là thay vì nhớ, thay vì hỏi, người ta sẽ search. Nghĩa là bây giờ ví dụ như là tôi đi mua sản phẩm, tôi sẽ tự tìm đánh giá. Có thể tôi cũng hỏi bạn tôi, nhưng mà tôi sẽ tự tổng hợp lại. Khác với ngày xưa là gì? Chiếc máy tính đầu tiên này chị mua là nhờ ai? Nhờ một người nào đó am hiểu, đi mua hộ mà mình không phải mua cho mình. Vì mình mua là gì? Là do họ nghĩ là cái đấy tốt cho mình. Thì đến giai đoạn bây giờ là chúng ta tự đánh giá lên mạng search. Mình có 15 triệu mua máy tính gì phù hợp với dân văn phòng. Đúng không? Tiếp theo nữa là gì? Mua máy tính để làm đồ họa thì máy tính nào phù hợp. Bây giờ có 50 triệu muốn mua một con máy Mac thì mua như thế nào? Tức là chúng ta sẽ dùng các lệnh để search. Và như vậy thì nó sẽ phụ thuộc vào việc gì? Hành vi mua sắm chuyển sang giai đoạn là tự thân. Nghĩa là chúng ta dùng thông tin của thị trường. Và lúc này nhiệm vụ của những ông làm marketing là gì? Là khách hàng tìm cái gì, mình phải trả lời điều đó. Chúng ta phải trả lời câu hỏi, phải viết bài. Có 15 triệu nên mua máy gì là các ông marketing phải viết hết. Có 15 triệu nếu em bán MacBook, 15 triệu nên mua MacBook Air. Tại sao vậy? Giải thích. Có 15 triệu nên mua HP, tại sao vậy? Và như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là cuộc chiến. Trong cái cuộc chiến để cho khách hàng cảm thấy là mua hàng của mình là thỏa mãn. Đúng không ạ? Lúc này chúng ta trở thành thánh content, viết đủ kiểu, phân tích. Tôi mà ngồi bán máy tính cho MacBook là tôi phải khen MacBook vô điều kiện. Nhưng mai tôi chuyển sang tôi bán hàng cho Dell là tôi phải khen Dell. Nói chung là việc của tôi là gì? Là khách hàng người ta cảm thấy là nó vừa phải. Nghĩa là chúng ta phân tích đúng một chỗ ngứa. Ví dụ như bây giờ tôi bảo máy Mac thì cũng hay thật đấy. Nhưng nó có một điểm yếu là gì? Là lúc đấy là các bạn sẽ không thể cài được nhiều phần mềm phục vụ công tác văn phòng của mình. Thì lúc đấy là bắt đầu sẽ cảm thấy băn khoăn. Nhưng mà nếu tôi bán máy Mac bảo yên tâm chị ạ, chị có thể dùng Parallel và nó sẽ chạy song song hệ điều hành. Đúng không ạ? Lúc đấy có thể giải quyết được vấn đề. Đúng không? Hoặc là không, chị có thể cài luôn được Windows lên. Nhưng mà gặp tôi, máy Mac mà cài Windows lên bất chấp, dùng chả dùng được cái gì cả. Vì cái phím command trên này này, một số phím nó không chạy, nó không dùng được, bàn phím cảm ứng không dùng được hai ngón, tại vì là Windows nó không nhận. Lúc đấy tôi phải quảng cáo, phải mua máy Mac, dùng hệ điều hành này, dùng được hai ngón, chạy được ba ngón. Thì đấy chính là việc của ông bán hàng. Và lúc đấy chúng ta phải hiểu khách hàng muốn gì, là chúng ta sẽ phải viết nội dung đấy ra. Sau đó chúng ta nhìn thấy một cái hành động là chữ share, thì nó như thế nào? Là chữ share. Tại vì là người dùng bây giờ là bắt đầu họ thay vì hành vi là gì? Tức là hành vi của họ thay vì việc là mua xong và để đấy, thì họ có thêm một hành động nữa, họ đầu họ chia sẻ với người khác. Cho nên anh chị mới thấy các cô gái bây giờ đi ăn là phải check in nữa. Chúng ta phải cúng Facebook trước khi chúng ta tiến hành ăn, làm nhiều trò. Nhưng mà thực ra đối với việc marketing ở đây là gì? Là chúng ta cần phải có nhiều người share về mình. Cho nên mới xuất hiện
là anh chị sẽ phải nhờ, tí nữa nhờ mọi người ạ. Tôi mà muốn khóa học đúng không? Cho tôi xin 3 phút tôi quay mặt bạn. Cảm ơn thầy Hoàng, nhờ có thầy dạy em như thế này. Bắt đầu tôi ngồi tôi quay, tôi tổng hợp, tôi làm được tầm 100 cái clip. Thì như vậy tôi bán học dễ không? Mọi người sẽ yên tâm ngay vì lúc đấy là có những người khác đã share mình. Cho nên đây nó dẫn tới một câu chuyện là lúc này là thiên hạ thì tin những người khác share. Cho nên trước khi quảng cáo là anh chị phải kiếm những người khác share về mình, nói tốt về mình. Cho nên có những công ty họ bỏ tiền ra thuê 100 sinh viên. Chim mồi. Chỉ việc viết bài và up lên tường, chụp ảnh lại, đứng bên sản phẩm, quay 30 giây nói tốt về sản phẩm. Có 100 cái đấy rồi, bắt đầu tôi sẽ ngồi chia sẻ. Sau đó tiếp nữa tôi bỏ ra 15 triệu. Bây giờ tôi mà thích thì tôi bỏ 15 triệu viết siêu doanh nhân Vương Mạnh Hoàng bỏ công việc ở công ty này trị giá 5.000 đô một tháng đi về khởi nghiệp bán đồ thờ. Đúng không? Lên báo ngay, viết chia sẻ. Đúng không? Sau đó thì bắt đầu tôi quảng cáo, không quảng cáo là quảng cáo vào trang của tôi nữa, quảng cáo vào trang báo. Mọi người tin không? Đúng không? Sau đó bỏ thêm 50 triệu ra. Ok, hôm nay không học à? Chán rồi thì đi. Thế như vậy là bắt đầu tôi bỏ 50 triệu, tôi thuê truyền hình VTV1 và VTV2 về quay từng phóng sự. Đúng không ạ? Lần đầu tiên ở làng Bát Tràng có một thanh niên sau khi bỏ làng ra đi 20 năm bôn ba bên ngoài về, anh đã bỏ ra nửa năm để ngồi học và tạo ra sản phẩm như thế này. Quay lên truyền hình đó. Sau đó tôi quảng cáo. Đấy là câu chuyện. Tôi không làm cái đấy vì tôi không định vị của tôi là người đấy. Nếu anh chị search thì đấy định vị của tôi chuyên là gì? Tôi làm về marketing. Kể cả báo chí nói hoặc truyền hình nói thì tôi làm marketing. Cái đấy là để người khác định vị. Bạn phải tuyên bố giá trị của bạn là gì? Nếu bây giờ tôi tuyên bố giá trị của tôi như thế, tôi sẽ về tôi bỏ 70 triệu tôi mua bằng nghệ nhân. Để ngay lập tức tôi sẽ trở thành gì? Nghệ nhân đầu tiên của làng Bát Tràng mà chỉ học đúng 2 tháng có thể trở thành nghệ nhân. Được chưa? Nhưng mà sau đó phải kể câu chuyện là gì? Anh ta là có 30 năm tuổi đời ở làng gốm. Nhưng mà anh ta ra đi từ 13 tuổi. Tôi bảo là tôi không ở nhà 13 tuổi nữa. Nhưng mà sau đó thì dòng máu của gốm sứ nó vẫn ngấm trong cơ thể anh. Sau đó thì về. Thì đấy là marketing mà. Anh chị cứ hiểu nó là marketing, nó phải đánh vào cảm xúc. Đánh vào cảm xúc. Sau đó thì bắt đầu khi có cảm xúc rồi thì như vậy là bắt đầu mọi người mới cảm thấy tin mình thì mới bán được. Cái việc đấy là việc của mình làm. Mình không làm việc đấy thì làm sao người ta tin mình được. Thì đấy là cái giá trị của mỗi người trong quá trình mình làm. Và khi mình định vị được bản thân rồi thì anh chị sẽ làm. Ví dụ anh định vị đông y đúng không? Anh không phải là thầy thuốc, anh có bằng đông y không? Không đúng không? Thì anh sẽ là nhà phân phối. Anh phải định vị được mình là nhà phân phối chứ đừng nhảy sang lại đi học đông y mà làm. Và như vậy sẽ thổi một ông nào đó giỏi lên. Và mình sẽ kiếm họ trở thành gà. Cũng giống như là Khắc Tiệp không đẹp trai và xinh gái nhưng anh ta bỏ tiền ra anh ta nuôi một đống chân dài. Đúng không? Sau đó thì rõ ràng là chân dài sẽ thổi anh ta lên. Anh ta sẽ dùng các cô gái chân dài bình thường ngủ với Ngọc Trinh mất 4.000 đô đúng không? Yên tâm em sẽ dắt mối cho anh chỉ mất có 500 đô thôi. Nó còn lại là quan hệ, anh em mình quan hệ với nhau. Thế là bắt đầu quen được những bác nổi tiếng. Câu chuyện nó sẽ là như thế. Đúng không ạ? Thì bắt đầu bọn tôi mới làm. Bình thường một cái cặp bình này mà anh mua ở Bát Tràng thì trị giá 90 triệu. Yên tâm đến với em bán cho anh 15 triệu. Coi như là em tặng bác 30 triệu tiền vốn. Trong khi đó mua cái cặp lộc bình ấy 7 triệu. Tức là cái đấy là cái cách để mình sẽ dùng nghề để mình vẽ cái vấn đề đấy ra. Cũng không khác gì bây giờ tôi có thể tặng các bạn khóa học. Khóa học đấy của tôi bây giờ trị giá bán là 699.000. Thích tôi tặng cho 100 người. Thế là thầy Vương Mạnh Hoàng tặng 450 mấy triệu cho các bạn học sinh nghèo vượt khó. Có gì đâu mà làm được. Đấy là cái cách để thổi tất cả cái phần của mình lên. Và khi bắt đầu mình chọn đúng thời cơ, mình chọn đúng giai đoạn, thì bắt đầu nó sẽ ra được những cái thứ để mình bùng nổ. Và như vậy việc đấy nó chính là phần share. Và chữ share này nó là hiểu là cái khái niệm đấy chứ không phải khái niệm mà người khác chia sẻ kiểu bình thường. Và lúc này là chúng ta sẽ phải tìm rất nhiều người. Chúng ta phải xây dựng lên. Giống như anh bán cái bàn đấy, tôi thấy anh đưa mỗi ảnh con anh đúng không ạ? Nếu bình thường anh làm anh phải đưa ngay 15 đứa bạn của anh cũng ngồi trên đấy có con nhỏ xong viết thư cảm ơn anh. Nhờ có nó mà thứ nhất là gì? Đầu tiên là sẽ là đứa bé nó ngồi tập trung học hành hơn. Tiếp theo nữa là bố mẹ cũng yên tâm hơn, nó không bị cận. Nó không phải lôi mắt ngay cặp vợ chồng này. Nhà tôi cả chồng cả vợ đều cận, tôi sợ con bị cận lắm. Thì bây giờ nhờ có cái này tôi cảm thấy không sợ nữa. Thì đấy là cái mình sẽ phải làm. Nếu anh muốn bán, anh phải viết cái kiểu này. Và như vậy chính là cái mô hình nhai sát này. Và anh chị sẽ viết theo mô hình này. Và chúng ta thấy là kinh doanh nó có mô hình hết. Cứ làm theo đúng mô hình là ra. Cứ ngồi ngẫm lại về nhìn xem những người khác làm cái gì. Họ làm đúng y hệt như mô hình này. Họ chả làm cái gì khác cả. Và đến khi bắt đầu họ thành công rồi, chúng ta nhìn thấy ngay như câu chuyện mà khi ông tỷ phú Hoàng Kiều, ông ta tuyên bố là yêu Ngọc Trinh, nhìn phát thì biết ngay câu chuyện đấy, câu chuyện của truyền thông. Để ông ta bán sản phẩm là rượu. Thế với đơn giản là rượu cấm quảng cáo, không được phép quảng cáo. Thì họ dùng cách đấy để làm sao cho là rượu được phép quảng cáo.
với báo chí viết bài mà. Cũng giống như tôi bán đĩa mài sừng tê giác. Sừng tê giác bị cấm nhưng bán đĩa mài thì không cấm. Tôi viết bài chia sẻ là làm như thế nào để phát hiện được sừng tê giả, sừng tê thật. Mọi người cứ search xem, tôi toàn viết cái đấy. Thế là các ông có sừng tê, ông nào chả search, làm sao cho phát hiện sừng tê giả, sừng tê thật. Muốn phát hiện được sừng tê giả, sừng tê thật, việc đầu tiên anh phải mài nó ra và sau đó giỏ vào bao, giỏ thuốc trừ sâu. Thế như vậy, việc đầu tiên phải mài nó ra đúng không? Thế thì phải có cái đĩa ăn. Thế như vậy, vấn đề bắt nguồn thì luôn luôn là như thế. Sau đó thì cho vào bao giỏ thuốc trừ sâu, để ở trong phòng kín. Sau 3 tiếng, nếu mà thuốc trừ sâu bay hết hơi đi thì đấy là sừng tê thật. Còn nếu mà không bay đi thì nó sừng tê giả. Đấy, nhưng mà nguyên tắc vẫn phải mài cái. Mài thì mình đã bán được sản phẩm đấy rồi. Đấy là cái cách để chúng ta tiến hành làm phần việc này. Nó có nhiều việc lắm. Riêng viết về content này phải hiểu về sản phẩm, hiểu tâm lý khách hàng. Ví dụ như ông đấy là ông nhà giàu, mà ông nhà giàu rất sợ là mua phải hàng không kéo đúng chất lượng. Chứ còn họ có tiền, họ mua cái sừng tê của họ lên mấy trăm triệu. Một là họ có tiền mua, hai là họ được quân biếu. Cho nên mà tôi bán là nhiều khi là gì, là phải nhắc anh ơi, anh mua cái này anh tặng hay biếu. Nếu anh đi biếu thì để em cho vào cái hộp cộng với lại bóc cho em, dán cho anh cái giá ghi là 960.000 một cái đĩa. Tại vì họ mang đi tặng mà. Mình phải hiểu tâm lý khách hàng đến mức đấy. Còn họ bảo để nhà chị dùng rồi, ok nhà chị dùng thì thôi không cần gì đâu, em chỉ chuyển đến cho giá nó rẻ. Đỡ phải mất tiền mua thêm một cái hộp 50.000. Thì đấy là tâm lý. Ok, phần cuối. Viết nội dung landing page thì chúng ta phải chuẩn bị những bước sau. Anh chị thấy kinh doanh hay không? Rất hay. Quan trọng nữa là phải hệ thống hóa được kiến thức ra. Hệ thống hóa xong rồi chúng ta mới thấy là mình đang bỏ qua rất nhiều tiền. Tại vì hàng ngày anh chị có gặp nhiều người có tiền không? Mà chúng ta tại sao không bán cùng với họ? Thì họ có tiền nghĩa là sản phẩm của họ tốt. Họ có tiền nghĩa là họ đang kiếm tiền tốt. Thế tại sao mình không vào đấy và xin họ một miếng cơm? Và khi xin được miếng cơm của họ rồi thì nghĩa là mình bắt đầu no đúng không? Mình xin 5 ông, mình bắt đầu sẽ no, no hẳn đúng không? Nghĩa là bắt đầu mình giàu lên rồi. Và lúc đấy bắt đầu mình có những thứ để mình làm. Còn việc đích thì phải làm một mình. Có một nguyên tắc kinh doanh online là từng bao giờ làm một mình. Hãy tìm những người nào đang làm tốt, nhảy vào làm cùng họ. Sau đó chúng ta có thể tự đứng trên đôi chân của mình thì chúng ta cũng làm, sau đó mới tách. Sau đó mới tách. Và quan trọng nữa là gì? Làm giàu là dùng 3 yếu tố. Yếu tố 1 là dùng tiền của người khác. Khi làm cùng với họ, họ cho mình tiền quảng cáo không? Họ cho mà. Cũng sẽ hỗ trợ. Nghĩa là chúng ta sẽ không phải tốn nhiều tiền để có kiến thức. Ví dụ anh đừng đi làm thuê, anh đừng dùng tiền của người khác, anh phải tận dụng ngay. Phải bảo sếp ơi, em vừa nghĩ ra kế hoạch marketing này hay lắm, giúp chúng ta tăng 300% doanh thu. Em đưa cho anh kế hoạch này, nhưng anh chi cho em tầm này chạy quảng cáo. Sếp nghe thích không? Duyệt chi, thì anh sẽ test ngay được cái kinh nghiệm của anh em quá trình đấy. Nhưng phải viết kế hoạch cẩn thận. Đưa cho anh cái bản business model canvas. Em định như thế này này, giá trị trung tâm chính là cái này, luồng tiền đến từ đây này. Anh cứ phân tích đúng cái đấy, đảm bảo là sếp anh sẽ chi cho anh tiền. Ngày xưa khi tôi bắt đầu làm marketing đầu tiên là tôi tiêu 200 triệu. Lần đầu tiên là tiêu 200 triệu. Tiêu 200 triệu đấy mình lấy được khối kiến thức. Và trong đó mình biết một việc đầu tiên là các báo ở Việt Nam quảng cáo láo. Vứt vào đấy mấy chục triệu chả có cái gì cả. Cuối cùng phát hiện ra là diễn đàn thời đấy là cực kỳ kiếm ngon. Và cả cái chiến dịch 200 triệu đấy tôi mất đúng 15 triệu cho một cái diễn đàn. Mà liên quan đến công nghệ thì lại bán được nhiều nhất. Còn cái kia còn lại chả cái gì. Vì ông sếp bảo mày phải chạy quảng cáo báo lớn. Thì cứ chạy thôi, nhưng cuối cùng là 15 triệu mình bỏ ra vào một trang diễn đàn thì lại ngon nhất. Thì sau đó chỉ tập trung vào làm diễn đàn quảng cáo. Và lúc đấy mới hiểu được kinh nghiệm nó nằm ở chỗ đấy. Cho nên việc đầu tiên là lấy tiền của người khác. Việc số 2 là lấy thời gian của người khác. Vì đơn giản là những ông đấy là đã bạc đầu trong cái nghề ấy chưa? Chán rồi, tầm gì mình phải nghĩ nhiều, học họ để cho nó nhanh. Nhưng mà quan trọng biết moi. Mà muốn moi được thì nghĩa là gì? Là anh chị phải nhiệt tình, phải cho trước. Ngày xưa khi bắt đầu là vào nghề marketing này, tôi đi làm thuê không công. Những ông nào giỏi nhất về marketing tôi xin tôi đi làm thuê. Em làm cho anh không lấy tiền. Mà rõ ràng mình thì lúc đấy kỹ năng có, mọi thứ có, làm thuê cho họ sướng. Nhưng mà biết đâu là mình lấy nhiều thứ khác quan trọng hơn. Tại vì là họ 40 năm trong nghề, họ quan hệ rất nhiều, họ biết nhiều chỗ. Có khi cả đời mình chưa chắc đã gặp được những cái người họ quan hệ. Nhưng mà chỉ việc là mình đi làm thuê cho họ thì mình sẽ có chân để mình làm mối quan hệ. Và sau đó thì làm cho họ tầm 6 tháng là mình thừa đủ khả năng để mình làm nhiều thứ. Nhưng mà sau này mình sẽ giữ được mối quan hệ chỗ đấy. Cho nên mình phải làm tốt cho họ. Nếu họ vẫn tin mình. Nhưng mà sau này bảo anh ạ, em học của chúng anh đủ quá rồi. Bây giờ em nghĩ là em phải đi ra trường đời để em chiến đấu. Có thể em sẽ vấp ngã chết nhưng mà em coi anh là sư phụ. Sau này có vấn đề gì em vẫn hỏi anh. Thì tất nhiên họ vẫn quý mình, sau này mình vẫn hỏi. À, có vấn đề gì em cứ bảo em làm, em không lấy tiền đâu. Nhiều ông bây giờ vẫn nhờ tôi quảng cáo tư vấn chả lấy xu nào. Chứ bình thường. Nhưng giúp họ sau này họ sẽ giúp lại mình. Và có những thứ họ giúp lại mình tiền cũng không bao giờ mua được. Đúng không? Đơn giản ví dụ như đợt này bọn tôi đang đi cái chương trình với chùa.
làm gì tôi quen được cái ông sư trụ trì nào to đâu. Nhưng mà mở lại điện thoại gọi lại quan hệ mấy anh, ừ, anh hay đi ở đây, anh gọi điện cho một câu, mày cứ đến đấy thì có người tiếp đón, thế nó xong việc gì phải làm nhiều. Cái việc số 2, hãy dùng thời gian ở người khác. Chúng ta thì một ngày có 8 tiếng đúng không? Hãy dùng thời gian ở người khác, kể cả kết hợp thuê dùng bao nhiêu người cũng được, nhưng miễn là hai bên có lợi. Thế tại sao tôi vẫn muốn mọi người đến đây hợp tác với tôi, hai bên đều có lợi. Tại vì có thể tôi không làm được, nhưng mọi người làm được. Và chúng ta đều có lợi với nhau. Và việc thứ ba nữa trong làm giàu là gì đó? Dùng quan hệ với người khác. Đúng không? Ví dụ như ông Đức này vào đây là gì có quan hệ. Nhưng mà chỉ tôi nhấc máy lên, alo, anh à, em có cái này thì có cậu em của em đến làm việc với anh. Thế là xong việc quái, phải làm gì nhiều nữa. Và cứ như vậy quen được càng nhiều thì quan hệ của họ càng lớn. Quan hệ của họ càng lớn thì nghĩa là khi mình cần việc gì chỉ cần nhấc máy lên là mình sẽ có người có thể làm được việc đó một cách tốt nhất và mình sẽ biết ngay. Cho nên mọi người biết phải làm gì ngay từ bây giờ. Hãy đem đi cho trước. Đừng nghĩ lấy vội, nghĩa là chúng ta có gì đi cho được, cho luôn trước đi. Sau đó thì nếu mà muốn bắt đầu làm kinh doanh thì phải đi làm thuê trước đi ạ. Làm thuê đây không phải là chúng ta đi làm vì tiền, mà chúng ta làm vì mối quan hệ, làm vì kiến thức, làm vì chúng ta làm với những người giỏi. Ngay như bản thân tôi bây giờ tôi vẫn đang làm công công cho một số ông. Bằng cách là gì? Là họ có thể nhờ tôi làm nhiều thứ, tôi vẫn đến tận nơi tôi làm. Đúng không? Ví dụ như bây giờ Đức Thầy anh vẫn hay đi dạy đến công. Dạy đấy anh không có tiền, anh vẫn đi dạy, chả sao. Mà rõ ràng tôi phải di chuyển 1 tiếng 15 phút xuống đấy. Xuống đấy dạy đến 10 giờ tôi về. Nhưng mà sau đó thì được cái gì? Tôi giữ được mối quan hệ với cả người ta. Tại vì người ta nhờ mình, em ơi, nói hộ nhân viên của anh chị. Thế mình đến mình nói, nhưng mà sau đó giữ được quan hệ, đến lúc mình cần thì có những thứ nhiều tiền hơn cái việc đấy. Họ sẽ huy động cho mình một số lượng rất là lớn. Nên phải làm, ngay từ bây giờ phải đem đi cho. Đúng không? Cho rất nhiều thứ đi. Thì sau đó chúng ta sẽ lấy lại được. Chúng ta cho trước thì người ta mới cho lại mình. Chả bao giờ có chuyện là tự dưng bây giờ chúng ta đến nhờ họ cho luôn. Nghĩa là mình phải cho họ cái gì đó trước rồi, mình phải nhiệt tình. Thì người ta sẽ nhiệt tình lại. Và cái gì thời gian là thử thách. Có những anh mà tôi thiết lập mối quan hệ tôi mất đúng 2 năm. Chỉ gọi điện qua điện thoại, không gặp mình luôn. Nhưng mà sau đó thì anh ta gặp mình. Tại vì anh ta thấy cứ đều đặn đúng 3 tháng liền, tôi lại gọi lại cho anh ta một lần, lại hỏi anh ta cái câu chuyện mà anh ta đã dừng lại với tôi cách đây 3 tháng. Đâu đến bắt đầu đến sau này cuối cùng là anh ta thấy tôi gọi nhiều quá, anh bảo thôi rồi, anh đang chơi bia, chỗ này mày biết chơi bia không, đến đây chơi. Mình bảo không, em không biết chơi bia. Nhưng mà em biết chơi, em biết đá bét, anh biết đá bóng đá không, anh em mình đến đây. Thế là bắt đầu lại gặp nhau nói chuyện. Thế là lúc đấy chúng ta cũng phải chuẩn bị thêm việc nữa, là có những cái thứ mà kết nối được với họ. Ví dụ đơn giản bây giờ, hàng như tôi có thể kết nối họ phong thủy, kết nối họ về làm giàu, kết nối họ về kiến thức kinh doanh, kết nối với họ về nhiều thứ khác. Trước nữa là tôi còn làm gì? À, tôi quản lý cộng đồng PG, tôi có trong tay 35.000 cô gái độ tuổi dưới 22 ở Hà Nội, số đo chân dài, chiều cao, số điện thoại có hết, kết nối với các anh vì anh thích quen với cô này đúng không, em cho anh số. Sau đó còn gọi điện trước, em ơi, anh ở cộng đồng này bọn anh đang có chương trình này trị giá 2 tỷ đang kiếm một MPG đến để demo, mày đến đây cho anh demo phát, nó chạy đến demo cho mình. Câu chuyện nó sẽ là như thế, nghĩa là mình có thứ để cho được người khác. Và chúng ta bây giờ phải xây dựng được là mình có gì để cho được, xét nó trở thành sản phẩm. Đúng không? Thì khi chúng ta đi cho đến người ta mới có chất thì họ mới thích mình, chứ đến mới cho tự dưng trả gì cho không bao giờ nói chuyện. Đấy là cái mình phải xây dựng. Nên dần dần là mỗi người phải tìm cho mình một cái, tại sao là xác định định vị. Tôi không định vị tôi là ông Hoàng đi bán búa, đi làm gốm sứ, tại vì nếu tôi làm như vậy thì tôi không phải chất. Nhưng mà nếu mà tôi là nghệ nhân Vương Mạnh Hoàng, 2 tháng đã trở thành nghệ nhân rồi, đến tặng cho anh một cái lọ hoa mà em đã phải mất 30 ngày em ngồi khát lao tâm khổ tứ, đúng 12 giờ đêm em ngồi bắp sản phẩm này tặng anh, trị giá cái này là vô giá, thì lúc đấy nó mới là cái để bán được. Tự dưng tôi đến mua một cái lọ hoa 5 triệu đến tặng họ cũng thích, đấy là cái mình sẽ. Nhưng nếu thế bây giờ tôi đến, em đến em có thể tư vấn cho anh 30 phút, đây là cái buổi mà em đã chia sẻ trước 500 người mà họ có thể thành công được, em ngồi em nói chuyện với anh, họ phải mời mình phát gì, phát gì mời vua đến mà nói chuyện. Tận cái thứ đấy nó có giá trị, và chúng ta phải định vị mình có cái giá trị gì. Và đến cuối cùng bây giờ mình không có giá trị gì thì sao? Rồi, và lúc đấy mình sẽ cảm thấy là nó sẽ rất mông lung đấy. Nên ngày xưa tại sao lúc tôi học kỹ thuật, bản chất tôi là kỹ thuật rất là tốt, đến bây giờ tôi vẫn làm kỹ thuật nhưng tôi vẫn bỏ. Tại vì mình biết mình không thể giỏi cái đấy kỹ thuật. Tại vì ở Việt Nam mà chúng ta luôn đi sau. Những ông mà giỏi kỹ thuật của tôi là những ông chỉ cày chứng chỉ. Và những ông chỉ là gì? Một giai đoạn này hệ thống đang đương. Tức là lúc mà tôi học Cisco đang mạnh.
Nhưng sau khi Cisco nó hết rồi, thì chuyển sang Huawei, thì làm sao tôi mạnh được nữa? Và lúc đó tôi trở thành người bị thất thế. Và rất nhiều người bằng tuổi tôi bây giờ là thất nghiệp. Trong khi đó lương lúc mà khởi điểm rất cao, tại vì là chứng chỉ của họ trong giai đoạn đấy mạnh. Nhưng mà đến khi mất chứng chỉ rồi thì sao? Họ lại không còn cái gì nữa. Đấy là cái mình phải suy đoán. Để cuối cùng mình tìm ra được là mình có cái thứ gì để sau này mình có thể trường tồn được. Thì bắt đầu tôi chuyển sang tôi làm marketing online. Và giai đoạn tôi làm là 2004, tôi là thằng đầu tiên làm. Không có bất kỳ ông nào làm. Cho nên lúc bắt đầu mình trở thành người có 5 năm kinh nghiệm trong cái vấn đề này, phát là tôi phải đi tư vấn rồi. Để đến doanh nghiệp nào thì yên tâm, kể cả IT này 20 năm đúng không, gặp em 20 năm trước anh làm gì có internet. Đến gặp em thì lúc đấy khéo anh còn chưa biết sử dụng mail. Nhiều ông lúc tôi gặp còn không biết dùng thanh toán điện tử, không biết dùng thẻ, còn chưa mua bao giờ một cái gì trên internet thì nói chuyện gì với mình. Gặp mình nói cho 3 câu mới im thôi anh ạ, việc đấy để em. Thế là lúc đấy sẽ có thể tư vấn cho doanh nghiệp to. Và năm 2012 lúc tôi đi làm cái đấy là gần như là doanh nghiệp nào lớn nhất ở Hà Nội này tôi làm hết. Tại vì nó có một cái hệ thống IT họ chưa có gì, họ không hiểu cái việc đấy. Thì mình là người đi trước, nên bây giờ anh chị phải định hướng cho mình có cái gì đi trước thì làm đi, tranh thủ nghiên cứu. Cô có một ông bạn là cách đây 5 năm là ông ta đã tiên phong đi nghiên cứu Bitcoin. Đến bây giờ là ông sở hữu 60 mấy Bitcoin. Đó. Và như vậy thì lúc mới mua là chỉ có bao nhiêu đâu, rất là rẻ. Và như vậy thì đấy là cái họ dám đi tiên phong trong giai đoạn đấy. Mình thì không tiên phong vì mình sợ. Sợ thì căn bản là mình đương làm mảng ngạch riêng rồi. Và như vậy thì mình không hợp thời ở giai đoạn đấy thì mình đi chỗ khác. Không sao cả, ai cũng sẽ có thời. Và việc của chúng ta là gì? Là có chờ được đúng cái thời đấy thì mình lên hay không? Chúng ta chờ được đúng thời. Chứ nếu không chờ được đúng thời, ví dụ là không kịp và chết, là chúng ta không kịp. Cuối cùng, cắt viết nội dung. Bán hàng trên landing page. Hết ba cái phần mô hình đấy, anh chị thấy là trong đầu mình bây giờ đang hình thành cái gì? Tự dưng chúng ta cảm thấy là mình bé nhỏ, cảm thấy là mình bây giờ đây không có cái gì cho đấy. Không sao, ai cũng bị trải qua giai đoạn đấy. Và sau khi có giai đoạn này, việc của chúng ta lúc này là bắt đầu mình phải tìm. Và anh chị sẽ trở nên khác rất là nhiều, khác được nhiều luôn. Sau khi mọi người học xong cái này về, tự dưng mọi người sẽ nhìn thấy cuộc sống sẽ khác. Khác thứ nhất là chúng ta biết trở thành người giàu có là bao nhiêu tiền. Khác cái thứ hai là chúng ta biết được là nếu muốn trở thành người giàu có thì phải bán được 5 sản phẩm, 6 sản phẩm, 10 sản phẩm, phải vẽ nó ra thành mô hình và chia nó thành công đoạn để chúng ta làm. Và cái đấy nó là business model. Việc đấy là việc tôi nghĩ mọi người nên ngồi ở đầu mình ngay từ bây giờ. Bởi vì tôi mất 10 năm sai lầm là không biết cái đấy. Mọi người biết được cái đấy rồi thì sẽ làm nhanh hơn mình rất là nhiều. Cái thứ hai chúng ta sẽ biết được là đánh giá về sản phẩm. Và lúc này nhìn sản phẩm khác, nhìn câu chuyện đâu là nhìn cái bắt đầu ngồi bắt ngay được. Anh ngửi thấy sản phẩm này ra tiền đấy, nó bắt đầu tính ngay ra tiền, nó bắt đầu ngồi tính xem có buôn nó hay không. Và lúc đấy là chúng ta sẽ có khả năng để buôn được nhiều cái, có thể buôn cả nước bọt. Nước bọt cứ thấy từ chỗ này bán ở chỗ kia là ra được tiền là làm được. Ví dụ câu chuyện của thằng Xuân, sau khi ngồi nghe xong về landing page chưa biết làm, nhưng mà biết là cái này có thể bán được ra tiền, đi kiếm ngay một thằng mua lấy tiền, sau đó dùng tiền để tạo áp lực. Nghĩa là mình không biết đúng không, nhưng mà thằng này nó trả cho mình tiền rồi, thế thì phải cắm cúi vào mà làm. Kể cả ra khách hàng chửi cũng được, không sao cả, nhưng mà miễn là bán ra được sản phẩm. Thì vấn đề là rõ ràng là ông Đức biết mà ông không thể làm được. Rõ ràng là ông biết mà ông không bán được. Thì đấy chính là cái liên quan đến tư duy. Khi mình ngửi thấy tư duy phát ạ, ngửi thấy sản phẩm mới ra tiền phát phải chơi luôn. Đánh hơi thế phát, ok có sức kéo, thế là phải làm đầu tư. Ví dụ tôi kể mọi chuyện, người cái câu chuyện tôi làm ở trên Tomica. Đấy là vào tháng 1 năm 2016. Tự dưng một cái đứa bên Tomica nó gọi cho tôi, anh ơi, bên em ở bên Tomica bọn em đang có một chương trình mới, có thể giúp anh kiếm được từ 10 đến 15 triệu một tháng. Mình thì thực ra lúc đấy mình nghe mình thấy là bọn này nó có một cái hay là nó nói thẳng về vấn đề tiền luôn với cả cái người hợp tác. Và mình nghĩ là ok, nó đã nghĩ về vấn đề tiền đấy, nghĩa là cái đấy có thể làm được. Đến phát ngồi nghe, nó bảo hiện tại bây giờ bên em làm trong hệ thống khóa học online. Anh làm khóa học với bên em, bọn em sẽ bán và em sẽ cắt lại cho anh 1%. Bọn em sẽ bán một cái này, mình nói phát, nhìn thấy đúng thật. Ngày xưa mình cũng làm bán hàng khóa học online nhưng mình chết.
và tại vì là liên quan vấn đề thanh toán, khách hàng sẽ không chuyển khoản tiền. Nhưng bọn này nó nghĩ ra một thứ, nói chung nó là sự đột phá. Đó là gì? Khách hàng mua nó sẽ gửi COD cho người ta một cái mã, và khách hàng điền mã đấy vào và trả 299.000. Thực ra đấy chính là cái đột phá, nó nghĩ được khâu đấy. Mình nghe đến câu phát mình tỉnh ngay, đúng chuẩn. Là phần đấy khách hàng sẽ nghĩ họ được mang được cái điều gì đó về, và họ sẵn sàng chi trả tiền. Và thực ra cái mã đấy nó có đáng gì đâu, nó chỉ là một tờ giấy kích hoạt. Và sau đó thì bọn nó thuê các đơn vị COD để giải quyết được vấn đề về thanh toán, và mình điền ngay, ok, câu chuyện này là câu chuyện tiền, được. Sau đó mình hỏi thêm nó một câu nữa, thế thì bọn em giải quyết cái vấn đề ăn cắp video thế nào? Nó ở bên em mua cái giải pháp của nước ngoài, nó đọc phát tên mình nhìn và search trên mạng biết ngay giải pháp của bọn này không dưới 10 tỷ, nghĩa là nó đầu tư tốt. Thế là ngay lập tức tôi chơi cho nó, tôi làm phát 8 khóa, tôi là một trong thằng làm trâu nhất, tại vì trâu đến mức nó bảo em chưa làm với thầy nào mà chỉ quay bao nhiêu đúng một buổi sáng trong một khóa, thường là các ông kia mất 3 tháng xong một khóa, mình làm phát 8 phát, và sau đó mình trở thành người bán. Bây giờ tôi đứng thứ 15 ở đấy liên quan đến vấn đề về doanh thu, bán cho tôi được hơn 5 tỷ. Và như vậy thì rõ ràng nó là cái giai đoạn trước thời cơ. Những ông khác sau khi mình nhìn thấy mình làm xong người hơi nhảy vào mất rồi, lúc đấy là gì, muốn quay được khóa học trả cho nó 30 triệu thì nó quay cho, sau đó nữa nó không quảng cáo nữa mà phải tự bỏ tiền để quảng cáo, nếu không thì thuê bên nó quảng cáo tính theo tiền dịch vụ. Ok, hết cơ hội chưa? Hết rồi, gửi kém phát là xong ngay. Mình lúc đấy mình gửi 2 cái mình đã biết ngay cơ hội nó đến ở chỗ đấy, là mình phải quất luôn. Ngay trong giai đoạn đấy tôi mất đúng 3 tháng tôi làm được 8 khóa và không ông nào làm được. Nhưng mà sau đó thì thằng đấy nó lại làm một khâu cái gì, nó nhiều quá rồi, đến bây giờ là cả một năm vừa rồi tôi còn chưa làm được nó khóa nào. Nhưng lần vừa rồi nó lại vừa kích cho mình phát nữa để mình có thể có tác động làm. Tức là nó mời mình đến ngồi nói chuyện với sếp nó, bảo anh ơi sau một năm qua anh không làm, bọn mày không có động lực để anh đẩy. Thì nó bảo bây giờ anh thích một tháng anh kiếm bao nhiêu tiền. Tức là nó đặt ngay vấn đề, bảo anh thấy bây giờ nếu mà anh được cấp một tầm 2 lần như thế này nữa thì anh cảm thấy là cũng hơi vui vui với cái vụ này, đúng không? Nó bảo ok, bọn em có thể cam kết giúp cho anh có thể làm vui lên được gấp đôi nếu anh làm cho em thêm 3 khóa, cộng thêm một việc nữa là anh sẽ phải tiến hành là cùng với bọn em tổ chức một số sự kiện trực tiếp đến người khác. Thế làm được, thế là bắt đầu mình có hứng về, mình bắt đầu làm. Thế mình ngồi mình nghiên cứu cho nó thêm mấy khóa để mình làm. Nghĩa là cái điều quan trọng khi chúng ta làm là cơ hội đã đến phát, chúng ta phải nhìn thấy nó ngay. Nhưng mà kèm theo nhìn thấy nó ngay thì chúng ta phải có sự chuẩn bị từ trước. Nghĩa là thực ra tôi chuẩn bị bố rồi, tôi biết có học rồi, nhưng mà tôi không làm rồi, tại vì nó không có sức đẩy của tôi không làm nữa. Để cho chúng mày biết là anh cũng phải có chất, không phải anh không phải là cái loại cứ bảo anh phát anh làm luôn thì nó sẽ mất chất. Thế nhưng mà mình ém hàng xong bắt đầu đến thời cơ mình cũng ra. Thế như vậy đấy chính là cái giai đoạn, nghĩa là mọi người phải chuẩn bị. Nên mọi thứ nó đều có các bước, chúng ta cứ phải chuẩn bị. Có khi từ chuẩn bị tiền, chuẩn bị cơ hội, chuẩn bị gặp người. Giống như là Khương Tử Nha ngồi trên cầu câu cá, anh chị đọc cái tích đấy không? Thực ra không phải là câu cá mà là chờ thời. Đúng thời thì phát là ông ấy làm là ông ấy ăn ngay. Cũng giống như Bác Hồ sau 30 năm 43, thực ra không phải Bác không biết, nhưng mà vấn đề là chờ thời. Đúng thời cơ, đúng không ạ? Đúng thời cơ lúc đấy là Liên Xô phát triển được, Trung Quốc lúc đấy cũng thành lập được, đúng không ạ? Nhìn thấy được là gì, Nhật Pháp đánh nhau, nhìn thấy tất cả các yếu tố Bác về nước, và như vậy chỉ mất có 2 năm sau là chúng ta đã có độc lập. Đó chính là thời cơ của nhiều người. Nhưng mà điều bên cạnh đấy là Bác phải tổng hợp rất nhiều thứ, cho nên không phải ngẫu nhiên mà chúng ta phải học các cái này để làm. Ví dụ như bây giờ có một cơ hội kinh doanh ngon nhưng chị không có tiền làm đâu. Cơ hội kinh doanh ngon như chúng ta không có hệ thống marketing không làm được. Cơ hội kinh doanh ngon như chúng ta không có quan hệ không làm được. Cơ hội kinh doanh ngon chúng ta không đủ tích lũy những thứ. Cho nên bây giờ chúng ta phải tích lũy, làm đủ mọi thứ để có thể tích lũy đúng đến thời cơ đấy thì sao? Ok, mọi thứ có sẵn rồi, chỉ việc đọc tiền ra mà làm thôi. Và như vậy sau 2 năm không giàu mới lạ. Tức là trước kia mất 10 năm tôi không mua được ô tô nào, nhưng sau đúng 2 năm tôi mua 3 cái liền, mua 2 cái nhà. Đấy là cái mình thấy đúng thật, tiền nó là đúng là thời cơ. Nhưng mà vấn đề không có sự chuẩn bị 10 năm đấy thì thế đến lúc đấy làm sao có cơ hội? Tại sao nó gọi ông Hoàng đi làm video clip được? Tại vì là nó thấy là trong vòng 5 năm qua ông chỉ đi ông xây dựng một thương hiệu và làm cái đấy đủ để tích lũy. Và như vậy cơ hội đến thì lúc đấy mới bung ra chứ không làm sao làm được. Ok, cuối cùng, bán hàng trên landing page cần các bước sau. Ngay như cả cái landing page này không kèm theo 5 năm kinh nghiệm, sao tôi dạy cho anh chị cái này. Số 1, nó sẽ có một cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm khi viết landing page. Đó chính là anh chị cần phải tuyên bố giá trị ngay từ đầu tiên.
có giá trị chưa? Là họ mua cái này của chúng ta vì sao? Họ nên làm cái này vì chúng ta vì sao? Trước tôi dạy cái lớp về Google AdWords, tôi phải giật ngay tít giúp bạn tiết kiệm 60% chi phí quảng cáo và tăng 200% doanh thu, tuyên bố giá trị. Giá trị của lớp học landing page này là tự tay làm 1.000 website giá không đồng. Nó phải con số và đo lường được giá trị. Thực ra thì giá trị đấy chưa đủ hết. Anh nghĩ tôi phải làm thêm 3 cái nữa, nhưng mà lúc ấy chưa nghĩ kịp. Cứ test thử ha. Đầu tiên là cứ nghĩ đến vấn đề là mọi người nghĩ là tự tay làm mà không đồng nên là có giá trị mãi. Nhưng mà sau này ngồi dạy mọi người xong là thêm một cái nữa. Là liên quan đến vấn đề về tư duy và về content. Tôi có thể giúp cho mọi người thêm được vài cái giá trị đấy nữa trên nghĩ ra. Nhưng mà đang hình thành trong đầu, nếu mà tẩy tiếp khóa này, phải nghĩ tiếp. Đây là một khóa có thể làm được sức kéo. Nếu mà nghĩ như vậy gửi về tiền mà tôi có thể gửi thế, đây là khóa có thể kiếm được tiền. Tuyên bố giá trị, yếu tố thứ hai chúng ta cần phải làm ở trong cái vấn đề về landing page đó là gì? Là sau khi anh chị có tuyên bố về giá trị của cái này rồi, là chúng ta cần phải giải thích cho khách hàng về giá trị đó. Là tại sao chúng ta có giá trị này? Tại sao phải giải thích vấn đề? Nên là lúc này chúng ta diễn giải là tại sao làm website không đồng. Ví dụ như là sau khi các bạn học xong cái này thì các bạn không phải mất tiền đi thuê làm website nữa. Hệ thống có tính chất nhân bản, tự tay các bạn có thể làm ra được một landing page trong vòng 2 tiếng. Và như vậy chúng ta có thể nhân hàng nghìn landing page và gần như chi phí bằng không. Diễn giải để lấy ra, quay clip lại cho xem cái video, đúng không ạ? Thì chúng ta giải thích về giá trị. Giá trị chúng ta càng giải thích được nhiều thì như vậy là khách hàng bắt đầu người ta. Ở giai đoạn này chúng ta bắt đầu gây attention và tuyên bố giá trị. Sau đó chúng ta giải thích về giá trị chính là gì? Là interest, làm cho họ thích. Bây giờ phải thích mình chứ. Ủa, thầy Hoàng dạy cực kỳ tâm huyết, chia sẻ những cái thứ trên thế này, bắt đầu phải vẽ ra, quay clip lại. Có những clip mà tôi dạy từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều không nghỉ, tôi dạy cho một lớp quay lại. Lần đầu tiên có người nào dám đứng đủ nói như thế, tức là đấy là cái thứ để mình diễn giải giá trị ra. Và ai là người làm được việc đấy là người chiến thắng. Sau đó đến tầng thứ 3. Sau khi chúng ta bắt đầu giải thích về giá trị đấy rồi, đúng không? Chúng ta cần phải đưa tiếp ra được. Có liên quan đến vấn đề là các chứng nhận. Để khách hàng cảm nhận được sản phẩm này là thật. Dịch vụ này là thật. Cái này liên quan đến phần xe đây. Lúc này ví dụ tôi đi dạy phải đưa ra là 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tôi đã đứng dậy chụp ảnh ngay với ông giám đốc đứng ở lớp đấy, chụp ảnh ghi tên vào, đúng không? Sau đó quay ảnh học sinh khóc lóc thảm thiết van xin thầy ơi thầy dạy em tiếp đi, kiểu thế. Đấy là mấy ông dạy bán hàng đa cấp lúc nào mà thế, đúng không? Phạm Thành Long ấy, bán hàng kiểu đa cấp, thế là lúc nào phải có những học sinh dùng những cái từ như tuyệt vời này, lần đầu tiên em được thấy như thế này, thay đổi ánh sáng cuộc đời em này, viết tất cả cái đấy đều là chim mồi, không phải người thật. Cái mục tiêu cuối cùng để cho người ta cảm nhận được sản phẩm dịch vụ này là tốt. Nhận được. Sau đó tiếp, tầng thứ tư. Thông thường là anh chị sẽ đưa ra ở đây chính là đưa thông tin của sản phẩm. Dịch vụ. Bắt đầu đưa ra các gói, sản phẩm dịch vụ này bán như thế nào, mua ở đâu, tại sao như thế nào. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm tuyệt vời như thế này, các bạn có thể trải nghiệm nó, sản phẩm này có 13 tác dụng như thế này như thế khác. Viết ra anh bán cái bộ bàn ghế ạ, anh phải cho phần này giới thiệu. Hôm nay lần đầu tiên ở Việt Nam có một đơn vị bán cái sản phẩm là chiếc bàn học gì đấy, và đây không chỉ là một chiếc bàn học, đây là một món quà tuyệt vời, một món quà sức khỏe, một món quà về tinh thần của bố mẹ chuyển cho con. Thì tôi thấy anh viết kiểu như thế, bắt đầu mô tả ra sản phẩm này có 13 tác dụng. Tác dụng đầu tiên đó là ghế ngồi chống bị còng lưng này, rồi liên quan tiếp theo nữa là sản phẩm này có thể sử dụng được 11 năm này, từ học lớp 1 đến lớp 12 có thể ngồi được vì nó kéo thẳng các vị trí ghế này. Rồi liên quan đến vấn đề về chất liệu, bình thường ngồi học nhiều thì bao giờ bị nóng bông, thì cái này nó thoát khí như thế nào, giúp bông trẻ con nó sẽ không bị thâm đen hoặc nổi mụn, kiểu thế. Bắt đầu anh biết những cái yếu tố tìm mọi thứ nó tác động ra. Sau đó thì sản phẩm này thì bạn có thể ngồi cạnh con bạn được vì nó có độ rộng đủ góc như thế này, và bạn có thể nhìn được một cách tốt nhất. Tôi thì không rõ sản phẩm của anh, tôi đọc qua
Nhưng mà nhìn vào cách viết của anh như thế là anh không bán được. Anh phải viết kiểu như thế này, anh cho cái thông tin sản phẩm dịch vụ rất rõ ràng, nên cái yếu tố nó thật sự ra nó sẽ đánh vào tâm lý người dùng. Và cái đấy thể hiện là anh am hiểu sản phẩm dịch vụ. Các bạn làm đông y cũng thế, phải am hiểu về nó. Nên nhiều khi là phải nghe cái người làm ra người ta nói về nó, sau đó nghe cái người cần mua người ta cần cái gì, thì chúng ta chỉ viết những cái thứ người ta cần mua nói về vấn đề đấy. Ví dụ ngay cả sản phẩm cai nghiện thuốc lá, viết cái phần cai nghiện thuốc lá công nghệ đúng không? Để quảng cáo cái đấy, vì mà tôi quảng cáo bán mà, nó phải viết 15 đến 16 mẫu quảng cáo khác nhau. Ví dụ như là đàn ông thanh niên mà mua thì họ để làm gì? Là bây giờ họ có thanh niên hút thuốc, người yêu trên mồ hôi, thì phải viết câu chuyện liên quan người yêu trên mồ hôi, đúng không? Sau đó liên quan việc là gì? Là bây giờ còn trẻ hút thuốc thì như vậy tốn tiền, không có tiền tích lũy, không có chí tiến thủ, sau này không làm giàu được, đúng không? Bọn Thái Lan suốt ngày xem quảng cáo nó phải đập vào mặt nữa. Dùng sản phẩm Thái Lan là yêu nước, đúng không? Dùng sản phẩm này là yêu nước, như thế là thế khác đánh tâm lý. Thì mình phải viết theo các kiểu đấy. Thế như vậy thông tin về sản phẩm dịch vụ là viết dạng như vậy. Sự tương tác nó sẽ đánh vào tâm lý, cảm xúc. Mình phải viết theo nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau, nhiều nội dung, và mỗi một đối tượng nó sẽ có cái hướng. Anh bán bạn học đấy. Ví dụ như tôi nhìn vào tôi chưa cảm xúc về con tôi chưa đi học, đúng không? Thế phải viết theo kiểu khác. Nhưng mà nếu một người nào có con đi học rồi thì anh phải viết theo kiểu khác. Anh đọc viết để quảng cáo cho ông bà mua cho cháu khác, anh phải viết như bọn tôi là mua gì, à nhà có cháu con em đấy, mua về nó tặng thế này, nó cũng là máu mủ ruột già cho mày, mày phải xử lý cái yếu tố gì thì phải viết kiểu đấy. Thì nó là những cái yếu tố để mình thay đổi nội dung. Nên viết quảng cáo nó có rất nhiều kiểu, nó có nhiều hướng, nhiều chiều, nhiều thông tin, ai người viết được thì mới đạt được. Cuối cùng tầng thứ 5, lúc này là phải chốt sale. Có thông tin ai thích rồi nhưng vấn đề họ chưa nung nhăng chưa mua, đúng không ạ? Phải chốt lại. Chỉ còn 5 sản phẩm này và bán trong vòng 30 phút, không mua thì không được, đúng không ạ? Bán dã man luôn. Khách gọi em rồi. Em ơi, anh đặt mua đấy. Từ 30 phút nữa anh đến nhá. Bán đơn đến 9 triệu rưỡi đơn đấy là khách gọi. Bình thường là để 24 giờ khách hàng bảo vẫn còn thoải mái. Chỉ 30 phút thôi. Các hàng nhấc máy lên gọi điện, em ơi còn không? Anh ơi gần hết rồi, còn một cái anh đến nhanh nhá. Biết đâu là lúc nào không còn một cái. Cái đấy nữa là chiến thuật liên quan đến vấn đề về chốt. Sau đợt này giảm giá thì có 30 suất giảm giá. Lúc nào cũng còn 30 suất giảm giá. Khách hàng lúc nào cũng 28 suất bán rồi, còn 2 suất. Bây giờ thì có một anh bạn tôi bỏ lại. Tôi rất tiếc nhưng mà cuối cùng là vẫn phải chia sẻ với mọi người. Nên bắt đầu ghi lại câu chuyện này ra, đúng không? Sau đó ví dụ như anh bán đồng hồ, ông giúp tôi chốt rồi là, đúng không? Không phải là giúp tôi sale. Là cái lô này là lô cuối cùng chuyển sang Iraq, đúng không? Iraq lúc này là Mỹ rút rồi. Nếu không thì không còn đâu. Thì như vậy là gì? Là lô này còn, và lô này có đặc điểm là gì? Cái dây của nó trên này nó có một cái chữ P đại diện cho Iraq. Biết đâu vì không biết chữ này chữ gì, nhưng phải ghi nó vào kiểu thế. Và nếu không nhanh tay mua đi thì sản phẩm này không còn nữa, thì nó sẽ không bao giờ quay lại Iraq, đúng không? Thế là bây giờ chỉ còn 10 cái. Các bạn có mua thì tôi vừa chuyển nhanh. Và bây giờ ngày hôm nay tôi rất vui, tại vì là tôi mua được lô cuối cùng này. Tôi làm thêm một cái nữa và tặng cho các bạn một bộ dây sơ cua tầm này. Nếu cho thêm 2 người đăng ký tầm giờ này thì đấy mình biết content nó phải có sự thay đổi. Có những cơ tôi nói chung bán luôn hai cái anh em. Bán thôi. Bảo lúc đấy là ông này sai đối tượng, tôi chỉ cho đối tượng cái bán luôn rồi. Vì nhầm đối tượng cái không bao giờ bán được. Cứ đúng đối tượng là đánh đúng được cảm xúc là sẽ mua. Cho nên chị để ý là tại sao là bọn đa cấp lúc nào cũng hướng vào những người phụ nữ gia đình, những người phụ nữ ở nhà, những người phụ nữ ít ra bên ngoài. Và đến đúng không? Chị đến đây mang quà, cấm đàn ông và trẻ con vào, cấm những người đi làm không được vào, biết sao? Là tại vì giúp cho là gì? Là họ thông tóm được và những người đấy nó ngoài cảm xúc. Nên nó tóm lại là kinh doanh phải đúng đối tượng, phải viết được nhóm đấy thì chúng ta được và chốt lại được vấn đề. Nên tại sao chúng ta kinh doanh nhiều khi là bán mãi không giàu thì chúng ta chưa nên kinh doanh. Nhưng có những người họ chỉ kinh doanh 1-2 năm họ để giàu lên được thì họ bán những sản phẩm. Họ bán những cái sản phẩm có khi nó chỉ trong một đợt đấy bán xong họ giàu. Nó xong họ giàu. Ví dụ như tôi quen cả đồng chí làm kem trộn ấy. Trong cái cách đây 4 năm làm kem trộn, bán kem trộn đợt đấy ra vô biên, không có hàng mà bán. Đúng không? Thuê cả motor và mua motor về để làm quấy kem trộn. Bình thường làm ra không đủ để bán thì lúc đấy là mọi người chưa có khái niệm. Mà lúc đấy nhìn thấy tác dụng của nó nhanh, nó làm gì đâu, lấy ra bôi lên tay phát tự nhiên trắng luôn. Biết đâu mà toàn chất tẩy. Nhưng mà vấn đề nó là tư duy. Và
tư duy nó tiếp cận vào, và như vậy thì nó sẽ ra được tiền. Còn quay lại câu chuyện của chúng ta, tại sao bây giờ mình vẫn loay hoay trong cái mối vòng bong? Thứ nhất là mình chưa sợ chết. Ở đây có một câu chuyện để chia sẻ với mọi người, nó chính là liên quan đến việc mà chết ở tuổi 35. Anh chị đọc cái quyển chuyện đấy chưa? Chết ở tuổi 35 tại vì khi chúng ta đi làm thuê, đi làm thuê đến ngưỡng 35 tuổi là anh chị sẽ bị một cái buồn. Một là làm tiếp và tiếp tục làm cái công việc đấy mãi mãi, không có cảm xúc, rất là chán rồi nhưng không dám bỏ, vì bỏ không còn nguồn thu. Thông thường là rất nhiều người rơi vào tuổi 35 và sẽ bị như thế. Tại vì hầu như ở đây anh chị đều sẽ sắp đến tuổi đấy. Nghĩa là chúng ta sẽ làm một công việc nào đó từ 5 đến 7 năm. Và như vậy thì nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ làm công việc đó đến mãi cuối đời. Và thu nhập của chúng ta không thay đổi. Và chúng ta lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Lương có tăng lên, chúng ta rất muốn tăng lương. Nhưng mà ông chủ doanh nghiệp không thể trả chúng ta hơn được. Và như vậy chúng ta thấy là trượt giá mỗi năm bây giờ ở Việt Nam rơi vào tầm 13-15%. Tăng lương thì chúng ta không được như vậy. Và anh chị cứ chờ xem mà đến mức tôi nhìn thấy gì. Cách đây 8 năm tôi trả lương cho các bạn đầu tiên khi đi làm của tôi lương khởi điểm là 3 triệu. Và sau đó đến bây giờ tôi trả lương cho các bạn khởi điểm đi làm của tôi là bao nhiêu? Anh chị biết bao nhiêu? Bây giờ trung bình là 4 triệu rưỡi. 8 năm mới tăng 1 triệu rưỡi. Các anh chị thấy là chi phí tăng lên nhiều. Nhưng mà vấn đề nó chỉ được trả ở mức sàn đấy thôi, tại vì tôi không thể trả hơn được. Vì cái thứ giá trị mang lại cho mọi người chỉ trong tầm đấy. Hoặc là bây giờ trả đến cỡ trưởng phòng cũng chỉ 10-15 triệu. Làm sao hơn được? Đến cỡ giám đốc đi thuê bây giờ lương chỉ 30 mà phải làm mở mặt ra. Thì làm sao mà lấy được lợi nhuận? Thế như vậy là chúng ta sẽ chấp nhận đến mức lương 15 triệu một tháng và cứ thế đi làm. Nếu mà con ốm một phát thì sao? Nếu mà sửa nhà xây nhà và chờ bao nhiêu lâu chúng ta mới có thể mua được xe? Và đến bao nhiêu lâu anh chị mới nghĩ có thể sở hữu được ô tô? Và bao nhiêu lâu mình có thể sở hữu là mua được một ngôi nhà trị giá 5 tỷ? Anh chị cứ tính bây giờ nếu mà mua ngôi nhà 5 tỷ thu nhập bao nhiêu tiền một tháng không? Cứ cho chúng ta để dành ra mỗi một tháng được 30 triệu đi. Một năm được 300. 10 năm thì chúng ta mà chưa chắc để được 30 triệu nhỡ đâu ốm đau rủi ro lấy đâu ra. Thế như vậy 10 năm chưa chắc đã mua được. Và trong khi đó tại sao có những người người ta chỉ làm đúng một năm chúng ta mua được. Cái vấn đề đấy là kinh doanh. Và thực ra thì ở đây không phải là khuyến khích mọi người bỏ việc, nhưng mà vấn đề ở đây là khuyến khích chúng ta tư duy trong việc kết hợp với kinh doanh. Có rất nhiều người người ta vẫn làm tốt một công việc nhưng người ta đi đầu tư. Vấn đề ở đây là đầu tư, nghĩa là bắt đầu cho tiền đi kinh doanh và đầu tư vào những chỗ ra lợi nhuận, và mình vẫn làm tốt công việc của mình. Như bây giờ, như ở đây mọi người vẫn thấy là tôi vẫn đi dạy, tại vì tôi thích đi dạy, và đi dạy thì cũng vẫn kiếm được tiền. Nhưng việc của tôi là việc đầu tư. Tôi sẽ tìm những người nào làm kinh doanh giỏi, những người làm khả năng tốt, ok tôi kết hợp cùng. Thiếu vốn tôi rót vốn, thiếu kiến thức tôi sẽ hỗ trợ về kiến thức, thiếu quan hệ tôi sẽ cho vào quan hệ. Nhưng mục tiêu cuối cùng là gì? Là mọi người vận hành cái hệ thống đấy giúp tôi ra tiền và anh chị sẽ được hưởng cổ phần, và cái đấy là của anh chị. Thì như vậy là mọi người thích để làm cùng với mình, và mình sẽ nằm được cái khâu là mình vẫn vận hành hệ thống, và mình là người ẩn dật. Ẩn dật nhiều khi là mình sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nhiều khi bắt đầu đi ra ngân hàng, hôm nay tôi ra ngân hàng, cái ngân hàng nó hỏi tôi: anh ơi, em thấy anh trả được trả lương vào tài khoản, nhưng tại sao anh dùng bên em có 6 dịch vụ, anh dùng bố hết 6 dịch vụ rồi. Anh ơi, tôi khách hàng VIP của bên em. Mình bảo thực ra có gì đâu, tại vì là anh có tiền nhưng mà anh giấu ở nhiều chỗ cho nên là anh có thể dùng dịch vụ bên em được. Và sếp em nhìn vào cái luồng tiền của anh thì lúc đấy sẽ cấp cho anh tín dụng, anh có đủ khả năng để có thể làm được việc đấy. Nhưng mọi người đi làm trả lương vào tài khoản nhưng ra ngân hàng không cấp tín dụng, tại vì chúng ta không có nhiều dòng tiền. Nhưng một tháng nhìn thấy tài khoản của tôi lúc nào cũng chuyển qua chuyển lại tầm 4 tỷ, nó chưa biết tôi làm gì thì nó đã đủ để cho tôi có thể làm được nhiều cái ở đấy. Đấy là cái liên quan đến hoạt động kinh doanh. Và thực ra đấy là tiền của mình đâu, tiền của mình đâu, tiền của người khác, tiền của hàng. Nhưng mà vấn đề nó là cái giữ lại của mình, họ nhìn thấy mình có dòng tiền. Và như vậy thì đấy chính là cái lợi thế mang lại. Sau này thì bắt đầu cũng chả ai biết là tôi có nhiều tiền hay không. Nhưng quay lại câu chuyện tôi đi chém gió mọi người nhiều như thế này, sẽ có nhiều người nghĩ ông là nhiều tiền. Lúc đấy bảo em ơi, đưa cho anh vay 100 triệu, anh kinh doanh cái. À, thế là bắt đầu đưa tiền. Thì bí quyết là như thế. Ok, và như vậy thì về nhà mọi người sẽ làm cho tôi cái nội dung liên quan đến vấn đề viết nội dung bán hàng landing page. Thì buổi sau chúng ta sẽ học cách xây dựng và viết ra luôn, buổi sau thực hành luôn. Tôi sẽ cấp cho mọi người tài khoản để làm luôn được, nó có thể bán được. Tôi sẽ dạy mọi người là làm như thế nào để xây được nó. Ok chưa? Có ai câu hỏi gì không? Cái đấy là chỉnh lại cái URL đi vào.
chỗ cài đặt em chỉnh lại phần link, rất nhiều người bị dính cái đấy rồi. Em xét lại link là hết, lúc đầu em cũng bị dính, về xét lại link là hết rồi. Đặt link nó là mày là bài bốt ấy, thì nó sẽ được. Đặt link là cái bài bốt ấy. Không, tức là vào xuống phần cài đặt. Tin anh chị, mày cứ vào phần quản trị đi. Ok, có ai câu hỏi gì? Đúng rồi. Em nghĩ một sản phẩm thì không có, tôi sẽ cho anh một sản phẩm, sau đó tôi sẽ test. Nhưng hầu như mọi người đều có mà. Chưa có đúng không? Ok, chị lấy bán bát hương bàn thờ. Đúng không? Chị cứ viết một cái liên quan đến bán bàn thờ luôn đi. Cái dễ nhất, con Đức ở kia, tí nữa chị xin số ở đó, nó sẽ support cho chị. Vì nó được bán bàn thờ. Em cứ viết một cái sản phẩm của em theo đúng cái này. Sao? Có sản phẩm chưa? Một tí nữa xem. Và như vậy mọi người thấy là các vấn đề nó là như thế. Thì như vậy nhiệm vụ của mọi người về là ai chưa có sản phẩm tìm đến một cái. Sau đó thì bắt đầu ngửi dần đi. Lúc này bắt đầu đi ngửi xung quanh. Tìm xem cái gì có mùi đâu đâu phải tìm hiểu. Song song bên đó thì bắt đầu ở đây có 3 việc mọi người nên làm. Thứ nhất là việc đầu tiên là phải tích lũy tư bản. Việt Nam sai lầm nhảy lên xã hội chủ nghĩa, nhảy lên chúng ta muốn vượt lên xã hội chủ nghĩa mà quên qua tư bản, sai lầm. Vì nếu không giàu thì không bao giờ có thể làm được. Thì khi bắt đầu con người ta giàu có thì bắt đầu mới có ý thức, bắt đầu lúc đấy mới có thể biết được là ở bẩn như thế nào, hoặc là không vứt rác ra. Khi người ta giàu chứ không biết là nghèo thì người ta quan tâm gì, tôi còn chưa đủ ăn thì làm sao tôi làm được. Nên việc đầu tiên bây giờ chúng ta cần làm cứ tích lũy tư bản. Thằng nào mà bán hàng đứng tốt nhảy vào bán cùng nó. Quan điểm của tôi là mèo trắng mèo đen, biết ta bắt được chuột thì bắt được chuột thì ăn, có tiền đi hãm dẫn lúc được đứng sau. Có được tiền rồi bắt đầu có một số vốn vài trăm triệu, lúc này bắt đầu mình nghĩ thôi rồi cần phải thay đổi về chất, lúc này không đi bán dạo nữa, lúc này sẽ phải tìm những cái thứ đầu tư. Thì bắt đầu mới quay sang câu chuyện là đi tìm những người nào có khả năng cùng chỉ hướng đầu tư. Trước tiên là gì, tìm những người nào đang đầu tư tốt. Anh có cái gì đầu tư không, cho em đầu tư cổ, đấy là an toàn nhất cho mình. Sau khi bắt đầu đến phần đấy rồi, đầu tư cùng họ thế nào vài vụ nó bắt đầu có tiền. Bắt đầu có tiền rồi, song song việc đấy chúng ta vẫn tích lũy tư bản, vẫn đi bán dạo không sao cả, tích lũy tư bản đấy rồi. Thứ hai là lúc đấy chúng ta bắt đầu nhìn thấy à, có vốn, có mối quan hệ, có gốc. Anh ơi, lần này em có ý tưởng này hay, anh em đầu tư ngược lại, anh là đầu tư tiền cho em, thì bắt đầu câu chuyện này, đúng không? Chúng ta phải trải qua bước đấy. Có ông Đức này qua bước một rồi, lúc đấy ông đầu tư theo tôi đúng không? Nhưng ông phải nghĩ về cái gì đó đi. Sau một năm sau của anh ơi, cái này thơm lắm, đúng không? Em muốn làm cái này. Em có 300 triệu rồi, anh xem có 300 triệu mình hút vào, anh em mình làm vụ này 600. Sau một năm em nghĩ là có thể kiếm được đều đều mỗi năm khoảng tầm lãi được 250. Thế như vậy là tỷ lệ lợi nhuận nó rơi vào khoảng tầm được hơn 35%. Anh chơi không? Thì cứ làm đi Hán, sau đó tính sau. Không thì đấy nó là quy trình thôi, mọi người cứ làm đúng là quy trình như vậy. Chẳng qua là ai làm trước làm sau thôi. Ngày xưa tôi làm cái đấy nhanh như mọi người. Vì căn bản là lúc đấy là 21 tuổi tôi đã khởi nghiệp rồi. Thì câu chuyện nó khác. 21 tuổi tôi khởi nghiệp, 22 tuổi tôi là mở công ty đầu tiên. 19 tuổi tôi đã đi buôn rồi, lúc đấy không phải xin bố mẹ tiền rồi. Đi học còn không phải đóng tiền nữa. Thì nó khác. Khác với mọi người là vì anh chị còn bố mẹ nuôi, đến năm học xong có khi năm sau nữa đi làm bố mẹ vẫn còn phải trợ giúp. Nhưng mình khác là đi làm trước. Thì như vậy khởi nghiệp thì khác. Sau đó thì đến lúc bắt đầu mình gặp những cái doanh nghiệp mà những ông chia sẻ với mình, thì mình đã lúc đấy còn rất trẻ. Trẻ lắm. Lúc đấy các anh còn coi mình và trẻ tuổi con họ. Đến bây giờ mình chơi toàn chơi với bác già. Tại vì lúc đấy là mình đã đi về giai đoạn đấy rồi thì mình đi trước. Đến bây giờ thì tôi ở trên cái giai đoạn cao hơn và tôi đã bắt đầu đi tìm những người nào có khả năng đầu tư được. Ok, đầu tư không? Anh em đầu tư cùng. Thì bắt đầu nó đi từng bước, và đấy chính là lý do chính là tôi đi dạy. Tôi đi dạy không phải vì tiền. Tôi dạy tôi tìm những người nào có khả năng. Tại vì anh chị đi học tôi nghĩa là anh chị đã muốn một cái gì đó rồi. Nghĩa là anh chị bắt đầu manh nha, tư tưởng muốn thay đổi. Chỉ có một cái là anh chị chưa gặp đúng người. Bây giờ tôi gặp đúng người, tôi sẽ chỉ cho mọi người. Và ai vượt qua được phát là lúc đấy là sẽ sang giai đoạn tôi đầu tư tiền vào. Đúng không? Và sau khi bắt đầu mọi người đầu tư rồi thì anh chị lớn được lên thì quay ngược lại tôi ngon. Anh chị lại bảo cho cái vụ này ngon, anh đầu tư đi, tội gì. Lúc đấy mình có tiền và mình có kinh nghiệm, có kiến thức, có mối quan hệ. Thì mình sẽ đầu tư tiền vào nhưng mình không làm đâu. Để cho mọi người làm thì câu chuyện nó sẽ khác. Và lúc đấy thì anh chị sẽ mạnh được, tại vì sau lưng anh chị sẽ làm cả hệ thống. Lúc đấy chúng ta không nên đọc, đừng làm một mình, làm gì một mình thì sẽ không thành công được. Không thành công được, mà rất rủi ro. Cứ làm nhiều mình, kết hợp lại với nhau, kể cả ăn ít được. Ví dụ như cái ý tưởng của anh là
khi anh Hoàng học tập phát trong một tháng bọn em đã lấy hàng triển khai bán luôn, và trong triển khai một cửa sau ngày bán có lúc trước của một người đó. Đơn giản thứ nhất và đầu tiên từ có quan hệ. Lúc mà ông này ý tưởng phát có thể là ông không làm được, ok tôi gọi hết những cái người có vì hỏi quan hệ. Với cả vấn đề thứ hai nữa là thường mọi người ngại khi triển khai kinh doanh là mọi người sợ phải vốn vào luôn, cần gì mà cứ làm đi, có tiền nhưng mà thiếu tiền đâu, cứ làm đi là đầu tư ra được luôn. Sau nó liên phần nữa là lúc đấy phương tiện đi lại, tại vì lúc này mình có ô tô rồi, mọi người thích đi tôi đi đến đâu tôi cũng chạy được, thì nó khác đàm phán nó khác thì nó là hậu thuẫn mà. Nên ngày xưa là gì, tại sao tôi phải đi theo những cái ông nào trước vì mấy ông có ô tô, mình đi theo họ thì nhìn ở cấp độ khác, tự dưng mình phát xe máy mò đến không kinh doanh được. Thế là đến bắt đầu ngồi làm một cái nữa là họ có uy tín trước rồi, sau đó gặp mình anh đây thằng em chưa gì ít nhất là cũng đã để mình 30%, sau đó nó nhiều cái mình sẽ làm được. Nên sẽ là như thế, kể cả bây giờ mình vẫn phải đi dựng quan hệ vì tâm mình biết tí, bây giờ mình muốn vốn kinh doanh cái gì nó lên tới 100 tỷ, lúc này là phải câu chuyện của ngân hàng. Bây giờ ví dụ như 10 tỷ ngân hàng có cho mình vay, 100 tỷ không cho vay đâu, nhưng mà chỉ cần quan hệ giống như là anh Vũ Ocean cho vay gì 500 tỷ, chỉ vì cảm thấy là tin tưởng cho vay 500 tỷ thì đến lúc nó sẽ phải đến tầm đấy, thì nó phải xây dựng từ bây giờ. Xây dựng từ bây giờ nó có cơ sở vật chất, có con người rồi thì nó sẽ ra đấy. Ok rồi, hỏi gì nữa không, mình nghỉ 9 giờ rồi. À không thì mọi người nghỉ, tao sẽ hồi lại với mày.